Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì xin chào, mình là Merlin. Và ở trong video lần này, Merlin sẽ miêu tả càng chi tiết càng tốt vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nha. Thì như các bạn cũng đã biết là chúng ta có thể có nhiều hơn một vị thần hộ mệnh, và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có thể có rất là nhiều những linh hồn dẫn đường nữa. Nhưng mà để xem nguồn năng lượng nào nổi bật ở trong giải bài này nha. Và nếu như các bạn bị thu hút bởi hơn hai nhóm thì các bạn có thể xem luôn nhóm còn lại không sao hết. Tại vì chúng ta có nhiều nguồn năng lượng theo dõi mà, dõi theo và bảo vệ mình mà. Rồi thì ở trong chủ đề lần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nguồn năng lượng đó như thế nào, những cái phước lành cũng như là những cái điều mà nguồn năng lượng đó đã hỗ trợ cho cuộc sống của bạn. Và ở cuối giải bài, Merlin cũng sẽ tìm hiểu xem cái nguồn năng lượng này muốn gửi đến cho các bạn một cái thông điệp gì vào lúc các bạn xem video này nhé. Thì cái chủ đề lần này đến với Merlin cũng khá là đột ngột á. Tại vì mục đích lúc đầu là tuần này sẽ là làm những cái video về tình cảm. Nhưng mà trong cái lúc mà Merlin dọn dẹp thì Merlin vô tình tìm thấy được cái túi thông điệp cũ của Merlin. Thì ở trong cái túi thông điệp này, Merlin đã từng sử dụng, nói chung là có những cái thông điệp rất là hay và Merlin đã sử dụng chắc phải 4-5 tháng trước rồi đó. Nếu như các bạn đã theo dõi kênh Merlin lâu, các bạn sẽ biết những cái thông điệp đó. Và khi tìm thấy thì cái chủ đề này xuất hiện ở trong đầu, cho nên là Merlin sẽ làm cái chủ đề này cho các bạn nha. Rồi thì ở trong chủ đề lần này chúng ta sẽ có 4 nhóm. Nhóm 1, các bạn sẽ là mặt dây chuyền này đây. Ok. Nhóm 2, các bạn sẽ là mặt dây chuyền này. Nhóm 3, các bạn sẽ là mặt dây chuyền này. Và nhóm 4, các bạn sẽ là mặt dây chuyền này. Ok. Các bạn có thể dừng video lại ở đây để tập trung năng lượng. Chọn ra cái nhóm mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Sau đó các bạn hãy bấm xuống phần miêu tả dưới video của Merlin hoặc là trực tiếp ở trên video, click vào cái mốc thời gian để có thể đến ngay cái nhóm mà các bạn đã chọn nhé. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn ở trải bài của các bạn nha. Xin chào các bạn nhóm 1 nha. Nếu như các bạn chọn mặt dây chuyền này thì đây sẽ trải bài của các bạn nhé. Rồi Merlin sẽ đặt nó đây. Rồi ở trong chủ đề lần này, Merlin sẽ cố gắng miêu tả càng chi tiết càng tốt vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nha. Và như đã đề cập ở đầu video á, thì chúng ta có rất là nhiều những vị thần hộ mệnh cũng như là những linh hồn bảo hộ, thì để xem nguồn năng lượng nào sẽ xuất hiện ở trong trải bài này nhé. Thì ở đầu tiên, Merlin sẽ sử dụng cái túi thông điệp này. Thì cái túi này như đã nói ở lúc đầu là Merlin mới vừa tìm được, và Merlin khi tìm được cái túi này thì lại trong đầu lại nảy ra ngay cái chủ đề lần này, cho nên là để xem thông điệp nào sẽ xuất hiện ở trong trải bài này của các bạn nha. Vũ trụ ơi, vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nhóm 1 của chúng ta là một nguồn năng lượng như thế nào? Ok. Wow, các bạn có sự xuất hiện của If. Đây là cổ tự về Thorn. Wow, ok, bây giờ Merlin sẽ mở ra hết rồi Merlin sẽ đọc cái nguồn năng lượng sau cho các bạn nha. Có cả lô nữa này. Hell. Wow. Đầu tiên nha các bạn nhóm 1 ơi, nguồn năng lượng của các bạn á rất là mạnh ha. Và Merlin nghĩ rằng
Merlin không nghĩ đây là linh hồn dẫn đường đâu. Merlin nghĩ đây là một vị thần bảo hộ luôn ấy nha. Với sự xuất hiện của Zod ở đây thì có vẻ như nguồn năng lượng này là một cái nguồn năng lượng khá là trưởng thành, khá là dày dặn. Nguồn năng lượng dày dặn ở đây không phải là kiểu nguồn năng lượng mười mấy chục tuổi mà là nguồn năng lượng mấy ngàn tuổi nha các bạn. Ở trong cái trải bài lần này á, Merlin cảm thấy được rất là nhiều những cái nguồn năng lượng mạnh mẽ. Và có vẻ như là vị thần này đã xuất hiện một vài lần trong cuộc sống của các bạn rồi đó. Một cái điều mà Merlin cảm nhận được nha, thông qua những cái nguồn năng lượng ở đây á, vị thần này đã giúp đỡ các bạn rất là nhiều thông qua những cái sự chuyển đổi trong cuộc sống. Khi mà các bạn cảm thấy các bạn vừa mới đón nhận một cái sự chuyển đổi lớn trong cuộc sống của các bạn á, thì các bạn biết là vị thần này vừa mới xuất hiện để đem cái sự chuyển đổi đó đến với mục đích là giúp cho các bạn phát triển đó. Merlin nghĩ rằng vị thần này cũng đã mở mang tầm mắt của các bạn rất là nhiều với sự xuất hiện của Lô ở đây. Và mở mang tầm mắt ở đây có thể là các bạn là những người rất là giỏi trong cái việc quan sát vấn đề á. Vị thần này đem lại cho các bạn một cái khả năng quan sát và cảm nhận vấn đề sâu sắc và giúp cho các bạn vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống của các bạn, giúp cho các bạn tìm ra được những cái phương hướng phù hợp nhất, tốt nhất cho cuộc sống của các bạn. Và không hiểu tại sao thông điệp mà xuất hiện liên tục ở trong đầu của Merlin là học, cái chữ học á. Và có vẻ như là vị thần này là một vị thần khá là nghiêm khắc và đã đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái bài học quan trọng, hay nói cách khác là những bài học nhớ đời luôn. Những cái bài học xuất phát từ sự hy sinh, xuất phát từ những cái tổn thất, xuất phát từ những cái sự mất mát. Và có vẻ như những bài học mà vị thần này đem đến không phải là những bài học bình thường, mà là dạng chẳng hạn như bây giờ mới lên đưa một cái ví dụ nha, chẳng hạn người này đúng không, họ đạt được cái bài học, họ đạt được cái điều này thông qua một cái bài học ở mức 1 đi đúng không, thì để cho bạn đạt được cái việc đó, đạt được cái điều mà họ đang có, thì các bạn phải trải qua một cái bài học ở cái mức 3, mức 4, kiểu như là các bạn phải hy sinh nhiều hơn những người bình thường một chút xíu. Nhưng mà ở đây không phải là bởi vì cái vị thần này ghét bỏ các bạn nha, mà là bởi vì cái vị thần này vô cùng bảo bọc các bạn, và vị thần này muốn chắc chắn rằng các bạn thực sự trưởng thành hơn những người xung quanh, thực sự có được cái trí tuệ thông qua cái việc quan sát đó. Kiểu như là các bạn không chỉ trải nghiệm là đủ, mà với sự xuất hiện của những cái thông điệp này ở đây á, vị thần này muốn các bạn biến cái trải nghiệm đó thành một phần của cuộc sống của các bạn luôn. Có nghĩa là các bạn học hỏi được cái điều đó và các bạn phải đem được cái điều đó, phát triển nó ra hoặc là truyền đạt lại cho những cái người sau á. Thì đó chính là cái nguồn năng lượng mà mình cảm nhận được. Một cái nguồn năng lượng bảo bọc, nhưng mà không phải mà kiểu như là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thôi các bạn ơi. Vị thần này á bảo bọc các bạn theo một cái kiểu rất là hơi nghiêm khắc một chút xíu ha, là cái điều mà Melly muốn chia sẻ. Không hiểu tại sao Melly cứ tiếp tục mà cứ lắp lại cái thông điệp này hoài à. Ok, thì thông điệp này á xuất hiện ở đây á. Ok, wow, rồi thông điệp này sẽ chia sẻ sau nha. Thì nói chung á, thông điệp đó là nói về một cái nguồn năng lượng ở bề trên, và có vẻ như á, một số bạn của nhóm 1 sau khi mà mình cảm nhận được cái thông điệp đó xong, đã có những cái giây phút trong cuộc sống á, các bạn hơi hơi trách móc cuộc sống một chút xíu. Thì tất nhiên thông điệp này sẽ không dành cho tất cả mọi người nha, nhưng mà đối với một số bạn ấy, thì trong một khoảng thời gian nhất định nào đó trong cuộc sống, có thể là trong quá khứ hoặc là một khoảng thời gian gần đây chẳng hạn, thì các bạn đã có những cái suy nghĩ khá là tiêu cực, và các bạn nghĩ rằng cả cái thế giới này dường như đang chống lại mình đó. Thì vị thần này cũng vừa mới cho Merlin cảm nhận được cái điều đó, và vị thần này muốn các bạn biết là đó chính là một trong những cái bài học mà các bạn cần phải học, chứ không phải là một cái sự trừng phạt đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt bài trước
để xem chúng ta có thêm thông tin gì về cái vị thần này nha. Nhưng mà trước mắt thì với cái nguồn năng lượng mà Melin cảm nhận được thì đây là một vị thần khá là quyền năng đó. Một cái nữa nha. Tôi chắc ăn. Rồi. Ok, bây giờ Merlin sẽ xem có thêm thông tin nào mà vũ trụ muốn chia sẻ về cái vị thần này nữa không. Và có vẻ như trong trải bài lần này á, chỉ có một nguồn năng lượng xuất hiện duy nhất thôi, đó chính là vị thần này nhé. Vũ trụ. Ồ. Oh. Mạnh dữ. Các bạn có The Frog. Và các bạn có The Serpent. Wow. Năng lượng cuối của bài là gì? The Wasp. Ok. Wow. Wow. Rồi. Bây giờ Merlin sẽ lấy thêm một vài lá bài nữa. Các bạn thông cảm cho cái phần xào bài này nha. Có thêm thông tin gì về vị thần này nữa? Interesting. Các bạn coi lá bài cuối nè. Ancestor. Vị thần này có thể là không phải là một vị thần đã bảo hộ cho các bạn trong khoảng thời gian này đâu, mà vị thần này đã từng bảo hộ cho các bạn qua nhiều kiếp rồi đó. Là một cái thông điệp mà Berlin cảm nhận được. Có thêm thông tin gì về vị thần này nữa không vũ trụ? Có thêm thông tin gì về vị thần này nữa? Có thêm thông tin gì về vị thần này nữa vũ trụ? Transformation là một thông điệp về sự thay đổi. Nãy Merlin có nói sự chuyển đổi, sự thay đổi. Những cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời của các bạn khi mà có một cái gì đó, một cái bước ngoặt á. Trong cuộc đời của các bạn khi các bạn trải qua một cái bước ngoặt, các bạn biết vị thần này đã ở đó và đang cùng bạn trải qua cái khoảng thời gian đó đó. Ok. Để Merlin lấy, có cần lấy thêm không ta? Thôi trước mắt là như vậy. Bây giờ Merlin sẽ giải nghĩa trước nha. Tại vì ở trong đây có quá nhiều năng lượng rồi. Một cái thông điệp mà Merlin cảm nhận được đầu tiên á, vị thần này có thể xuất hiện ở dưới dạng động vật và hỗ trợ cho các bạn rất nhiều. Bởi vì cả ba lá bài, hai lá bài Serpent và The Frog, và năng lượng cuối bộ bài của các bạn lại là The Wasp. Và trong bộ bài này có rất là nhiều những cái nguồn năng lượng khác nữa các bạn, không phải chỉ có những cái chỉ có động vật đâu, nhưng mà với sự xuất hiện của cả ba con động vật ở trong cùng một trải bài như thế này thì đảm bảo là vị thần này cũng đã từng xuất hiện trong cuộc sống của các bạn ở dưới những cái hình dạng khác nhau để hỗ trợ cho các bạn đó. Và với sự xuất hiện của Blindfold và Flask ở đây á, thì có vẻ như vị thần này đã từng xuất hiện và cố gắng giúp cho các bạn vượt qua những cái Flask ở đây giống như là những cái cuộc ăn chơi. Đối với cái nguồn năng lượng mà Berlin cảm nhận được ở đây nha, thì có vẻ như là vị thần này đã kéo các bạn ra khỏi những cái mối quan hệ cũng như là những cái tình huống không có được tích cực cho lắm. Bởi vì có thể là những cái mối quan hệ, những cái người mà phải nói sao ta, những cái người bạn bè mà nói chung là họ không có tốt cho các bạn á, thì vị thần này cũng đã xuất hiện và kéo họ ra khỏi cuộc đời của các bạn. Có vẻ như là các bạn đã miss out, có nghĩa là đã bỏ lỡ một vài những cái cuộc vui đúng không? Nhưng mà những cái cuộc vui đó thực sự là nếu mà về lâu dài thì sẽ không tốt cho các bạn, ảnh hưởng rất là xấu cho các bạn. Hoặc là giả sử như nếu như các bạn đến những cái cuộc vui đó thì có thể là có một con kiến kìa. Mới nói xong. Không biết các bạn có thấy không? Tại vì màn hình của mình hơi mờ đó. Kiểu như là có những cái cuộc vui, giả sử như nếu như các bạn tham gia vào thì biết đâu các bạn sẽ mất đi còn cái điều mà các bạn mất đi còn nhiều hơn là các bạn đạt được nữa.
Thì có thể là sẽ có một vài những cái vấn đề xảy ra trong trong cái buổi tiệc đó chẳng hạn. Và Merlin cảm giác là vị thần này rất là bảo hộ, vị thần này cực kỳ là bảo vệ các bạn luôn, không cho các bạn dây dưa đến những cái thói hư tật xấu, hoặc là không cho các bạn dính líu đến những cái nguồn năng lượng cũng như những cái người không có tốt. Và vì thế cho nên Merlin cảm giác là các bạn không có nhiều mối quan hệ lắm trong cuộc sống của các bạn, là một phần cũng là bởi vì cái vị thần này đã xuất hiện và đảm bảo với các bạn rằng không cho những cái nguồn năng lượng đó tiến xa hơn. Cho nên là Merlin cảm giác là có thể là đối với một số bạn của nhóm 1 nha, các bạn chẳng hạn như là các bạn, và cái điều này không chỉ dừng lại ở mức bạn bè đâu, mà còn cả những cái mối quan hệ tình cảm nữa. Có những cái mối quan hệ tình cảm tự nhiên đang phát triển rất là ngon cơm, nhưng mà lại tự nhiên cái chấm dứt rất là lãng xẹt, ví dụ như vậy. Thì đó chính là một trong những cái dấu hiệu mà vị thần này đã xuất hiện và đảm bảo rằng các bạn không phải dây dưa với những cái người không tốt, với những cái nguồn năng lượng không hợp với các bạn đó, chứ không phải là các bạn lận đận hay như thế nào đâu nha. Và với sự xuất hiện của Blindfold ở đây á, vị thần này như hồi nãy Merlin nói, đây là một vị thần ban cho các bạn một cái sự khai sáng, ban cho các bạn một cái nhận thức, một cái khả năng nhận thức vấn đề sâu sắc. Và với Blindfold ở đây, vị thần này đã giúp cho các bạn nghiệm ra được rất là nhiều điều, nghiệm ra được những cái khúc mắc cũng như là những cái điều mà các bạn chưa thấy, những cái điều mà những người khác chưa thấy được thì các bạn đã thấy được, và các bạn đã đảm bảo rằng không rơi vào trong những cái tình huống như thế chẳng hạn. Thì một cái điều nữa Merlin cảm nhận được từ cái vị thần này nha, những vị thần này luôn xuất hiện trong những cái giây phút mà các bạn đau khổ nhất, thì không hiểu tại sao cái thông điệp đó lại xuất hiện. Có vẻ như là vị thần này á, và Merlin mới để ý thêm một điều nữa, The Serpent á, thì bên cạnh nói về knowledge, nói về sự trí thông minh đúng không, thì còn nói về kiến thức, thì còn nói về healing, nói về sự chữa lành. Và ở đây các bạn lại có sự xuất hiện của deep healing nữa, hai cái thông điệp về chữa lành. Có vẻ như á, dù cho cuộc đời có đem đến điều gì cho các bạn, dù cho cái sự thay đổi nó có phải dễ dàng hay không á, thì các bạn vẫn có thể vực dậy được, và một phần cũng chính là nhờ cái sức mạnh của vị thần này đã ban phước cho các bạn đó. Và với The Frog ở đây một lần nữa, một cái sự chuyển mình, một cái sự thay đổi đúng không, thì các bạn biết con ếch thì nó sẽ nhảy đúng không, và nó mỗi lần nó nhảy như là nó sẽ thực hiện một cái bước tiến tới để đón nhận những cái điều mới á. Và con rắn thì các bạn biết nó có khả năng lột xác, và cả hai là thông điệp này ở đây với cái thông điệp này đều nhấn mạnh về cái sự chuyển đổi đối với Merlin. Cho nên là vị thần này rất là quan trọng những cái tại sao Merlin lại có cái thông điệp đó ta, lại cảm nhận được cái thông điệp đó. Vị thần này không muốn các bạn bám víu vào những gì trong quá khứ nha, một cái thông điệp nữa mà Merlin mới cảm nhận được. Ok, rồi, để mình uống miếng nước rồi tiếp tục nha. Ok, để xem chúng ta có thêm thông tin gì về vị thần này nào. Vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về vị thần này không vũ trụ? Có thêm thông tin gì về vị thần này? Có thêm thông tin gì về vị thần này không vũ trụ? Wow, các bạn có The Empress xuất hiện ha. Không ngạc nhiên lắm. Có thêm thông tin gì về vị thần này? Cái này có Two of Cups xuất hiện. Và nãy có lá bài này nó cũng muốn show ra cho Merlin coi nè. Và đó chính là Six of Swords ngược. Nhưng mà nếu như nó ra lần nữa thì Merlin sẽ lấy nha. Vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về vị thần này nữa? Các bạn có The Temperance xuất hiện.
Và các bạn có Six of Cups xuất hiện ở vị thế ngược. Hồi nãy là Six of Swords ngược, còn bây giờ là Six of Cups ngược. Và năng lượng của bài của các bạn chính là Death. Lại là một lá bài nói về sự chuyển đổi nè. Các bạn đến với cuộc đời này để trải nghiệm đó nha. Một cái thông điệp mà Berlin nhận được với sự xuất hiện của năm cái lá bài này ở đây, Berlin cảm thấy như đúng như những gì nãy giờ Berlin nói á. Vị thần này á rất là bảo bọc các bạn, nhưng mà không phải bảo bọc theo cái cách mà các bạn thấy ở những cái The Empress, ở những cái bộ bài tarot bình thường, mà các bạn hãy nhìn thử cái The Empress ở trong cái bộ bài này đi, là một nữ chiến binh đúng không? Thì vị thần này bảo bọc các bạn theo cái cách rất là nghiêm túc, rất là nghiêm khắc, và đôi khi các bạn sẽ phải hy sinh một số thứ, hy sinh một số mối quan hệ, hoặc là các bạn phải mất đi một cái điều gì đó thì các bạn mới có thể học được cái bài học từ cái vị thần này. Và với sự xuất hiện của Six of Cups ngược ở đây một lần nữa lại nhấn mạnh được là các bạn cần phải nên bỏ đi một số những cái. Hồi nãy Merlin có nói trước khi Merlin rút ra năm cái lá bài này là các bạn cần phải không không có được níu giữ quá khứ á. Các bạn có nhớ cái thông điệp đó không? Thì hai cái lá bài này xuất hiện giống như một cái lần là nhắn nhủ một lần nữa, có vẻ như những cái điều trong quá khứ, những cái sự thay đổi trong quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến các bạn rất nhiều. Nhưng mà vị thần muốn nói với các bạn rằng á, những cái chuyện nó đã qua rồi. Và đó những cái thực để các bạn đừng có phân vân cái sự lựa chọn, không biết là các bạn có lựa chọn sai hay không, này các bạn nhìn đi. Các bạn không lựa chọn sai nha, vị thần đã muốn nói với các bạn rằng giả sử như trong quá khứ á, mà có một kiểu như các bạn phải chấm dứt một mối quan hệ với một người nào đó, hoặc các bạn phải đưa ra một cái quyết định khó khăn nào đó, và các bạn vẫn còn đang phân vân đến tận bây giờ là các bạn không biết cái điều đó đúng hay sai á, thì vị thần muốn nói với các bạn là các bạn đã đưa ra sự lựa chọn đúng, đó là một cái điều phải diễn ra. Vì vậy đừng có nên tự trách móc bản thân mình nữa, cũng như đừng có nên nhìn lại và xem nếu như vào lúc đó mình làm cái việc khác thì biết đâu mọi thứ sẽ khác rồi, không có chuyện đó đâu nha. Tại vì đó là một cái sự thay đổi cần thiết với sự xuất hiện của Death ở đây, cả transformation nữa, cái sự thay đổi đó, cái sự chấm dứt đó, hoặc là cái sự đau thương đó chẳng hạn, chính là một cái chìa khóa để giúp cho các bạn phát triển, cũng như là đem đến cho các bạn những cái điều mới mẻ hơn trong cuộc sống. Và với sự xuất hiện của The Temperance ở đây á, thì Merlin nghĩ rằng có thể là các bạn cũng đã học được cái cách cân bằng lại cảm xúc, cũng như là cân bằng lại những cái khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của các bạn thông qua những cái trải nghiệm đó. Vì vậy cho nên đừng có nên nhìn lại nữa mà hãy tiến về phía trước nha, là một cái thông điệp mà vị thần này muốn gửi cho các bạn. Rồi, bây giờ Merlin muốn muốn lấy thêm một cái thông điệp ở trong bộ bài này nữa cho các bạn, để xem vị thần này muốn nói với các bạn điều gì vào lúc này nha. Công hết bài rồi. Với bộ bài này Merlin sẽ đạo đổi cách sao nhé. Vũ trụ ơi, nếu như có một cơ hội á, nếu như vào lúc này vị thần này muốn truyền đạt một cái thông điệp nào đó đến với các bạn nhóm 1, thì thông điệp đó sẽ là gì hả vũ trụ? Vị thần này sẽ muốn truyền đạt thông điệp gì đến các bạn nhóm 1 vào lúc các bạn xem video này đây? Đây, một sắp bài. Và lá bài cuối cùng ra ra chính là Six of Swords ngược, các bạn nhớ không? Hồi nãy á, lúc mà Merlin xào bài cái lá sáu kiếm á, lúc mà Merlin lật bài á, cái lá sáu kiếm nó show ra cho Merlin ở trong cái bộ bài này, và Merlin nói nếu như nó ra một lần nữa Merlin sẽ lấy, và nó rớt ra thiệt nè các bạn. Sáu kiếm chứng tỏ là trực giác của Merlin rất tốt. các bạn có sự xuất hiện của The Lovers. Có thêm thông điệp gì nữa, vũ trụ? Rồi, chắc đủ bài rồi đó. Hai kiếm ngược. Two of Swords in the reverse. Mình để cái dây chuyền qua đây nha. Two of Swords in the reverse.
Và lá cuối cùng là Eight of Wands xuất hiện ở vị thế ngược. Wow, vị thần này thực sự khuyên các bạn á, thứ nhất là nên bỏ đi những cái suy nghĩ cũ, những cái điều mà các... Ê, khoan, năng lượng của bài của các bạn chính là Three of Swords. Các bạn để ý đi, tất cả những lá bài của các bạn có đều nằm ở vị thế ngược. Tuy nhiên các bạn biết cái lá bài này nằm ở cái vị thế xuôi không? Chính là cái lá The Lovers nè. Sự lựa chọn là nằm ở các bạn nha. Bây giờ Merlin sẽ phân tích một chút xíu. Đầu tiên á, Six of Swords, Two of Swords ngược và cả Eight of Wands ngược. Ba cái lá bài này cho Merlin một cái thông điệp á, là có vẻ như các bạn vẫn còn lưỡng lự về cái việc bước tiến về phía trước mà không biết là vì cái vấn đề gì. Có thể là các bạn vẫn còn đang cân nhắc một cái điều gì đó trước khi thực hiện một cái, trước khi mà bước tiếp. Hoặc là các bạn tự tạo cho mình một cái suy nghĩ là ok, để xíu. À, cảm nhận được rồi. Các bạn có biết một điều mà Linh cảm nhận được là gì không? Vị thần này nói với vị thần này cho Merlin cảm nhận được là các bạn sợ phải bước tiếp, bởi vì các bạn nghĩ rằng cái người tiếp theo sẽ không có được tốt như cái người vừa rồi, hoặc là cái công việc tiếp theo sẽ chưa chắc gì đã tốt như cái công việc vừa rồi của các bạn chẳng hạn. Thì vị thần này muốn các bạn biết rằng á, những cái điều đó chỉ là ở trong đầu các bạn thôi, chỉ tự các bạn tạo ra những cái suy nghĩ đó thôi. Sự lựa chọn cuối cùng vẫn là các bạn ha. Nếu như các bạn muốn dành thêm thời gian cho cái khoảng cho cái lúc này để các bạn có thêm những cái để các bạn có thể suy nghĩ kỹ càng hơn thì ok, cũng được, không sao hết. Nếu như các bạn muốn dành thời gian để chữa lành những vết thương này cũng được, không sao hết. Nhưng các bạn phải biết rằng các bạn, vị thần này, cái thông điệp mà vị thần này muốn cho mình biết đó là giống như là khóc kiểu nào thì khóc, làm gì thì làm, buồn sao cũng được, nhưng mà ngày hôm sau sẽ là một ngày mới. Vậy hãy ngẩng cao đầu mà đi tiếp. Chính là cái thông điệp mà Merlin cảm nhận được. Vị thần này rất là nghiêm khắc nha các bạn. Nhưng mà bên cạnh cái việc nghiêm khắc này thì vị thần này cũng là một vị thần rất là quyền năng, bởi vì để có thể tạo nên những cái sự chuyển đổi này á, không phải là điều dễ dàng đâu. Và để có thể chấp nhận những cái sự chuyển đổi này thì lại càng là một cái vấn đề khó khăn hơn nữa. Cho nên nếu như các bạn đã và đang phải chịu phải một cái sự dày vò nào đó về mặt tâm thức, thì vị thần này muốn các bạn biết rằng á, hãy chữa lành những cái vết thương đó trước. Thì khi các bạn đã chữa lành xong những cái vết thương đó thì vị thần này sẽ đứng ở phía trước và chờ đợi các bạn bước tiếp trên cái con đường mà các bạn đã chọn. Hãy tin rằng vị thần này luôn ở phía trước các bạn và luôn hỗ trợ cho các bạn, giúp cho các bạn có thể đón nhận những cái sự chuyển đổi mới. Các bạn đừng suy nghĩ những sự chuyển đổi là xấu nha. Các bạn hãy nghĩ lại đi. Nếu như xuyên suốt những cái thế kỷ, xuyên suốt những cái thời kỳ khác nhau, đúng không? Nếu như những sự thay đổi không xuất hiện thì bây giờ chúng ta đâu có được những cái máy móc, những cái trang thiết bị hiện đại như bây giờ đâu. Đây là một vị thần quốc việt rất là quyền năng, và vị thần này đã theo các bạn không phải chỉ mới có kiếp này đâu, mà theo các bạn nhiều kiếp rồi, kiểu như là đã ban phước hỗ trợ cho các bạn nhiều kiếp rồi. Vì vậy nếu như trong một giây phút nữa các bạn cảm thấy các bạn kiểu như mọi thứ nó quá sức á, thì các bạn hãy cầu nguyện cho cái sự khai sáng, cho cái sự soi đường dẫn lối của vị thần này nha. Rồi, Merlin nghĩ đây tất cả những gì Merlin có thể chia sẻ cho các bạn trong đợt trả bài này. Thì Merlin hy vọng những thông điệp Merlin chia sẻ ở đây sẽ hỗ trợ các bạn trong khoảng thời gian hiện tại và sắp tới. Và nếu như các bạn muốn đón nhận cái nguồn năng lượng cũng như những cái lời khuyên của vị thần này vào trong cuộc sống của các bạn á, giống như một lời khẳng định rằng các bạn đã lắng nghe được á, thì các bạn có thể thả bất cứ một cái icon nào ở phía dưới phần comment giống như một lời khẳng định đó nha. Rồi, Merlin xin chúc cho các bạn có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trả bài tiếp theo của Merlin nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 3 nha. Nếu như các bạn chọn mặt dây chuyền này thì đây sẽ trả bài của các bạn nhé. Ok, mình sẽ để bên đây nha. Câu hỏi mà chúng ta, à không, trong video lần này Merlin sẽ miêu tả vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn. Và các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ có nhiều hơn là một vị thần hộ mệnh, và có thể là một, các bạn còn có rất là nhiều những linh hồn dẫn đường nữa. Nhưng mà để xem nguồn năng lượng nổi bật nào sẽ xuất hiện ở trong trải bài lần này nhé. Rồi, thì để bắt đầu
Video lần này Merlin sẽ lấy một vài thông điệp ở trong cái túi thông điệp của mình. Vũ trụ ơi, vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nhóm 2 của chúng ta là một nguồn năng lượng như thế nào? Vị thần hộ mệnh và linh hồn dẫn đường của các bạn nhóm 2 ra sao? Ok. Wow. Bây giờ Merlin sẽ lấy, các bạn có om nha, cụ từ om. Bây giờ Merlin sẽ lấy hết những cái thông điệp này ra trước rồi Merlin mới dịch cho các bạn nha. Rồi, đầu tiên á, cái nguồn năng lượng đầu tiên mà mình cảm nhận được khi mà có sự xuất hiện của cổ tự trò ở đây nha. Đây không phải là một nguồn năng lượng bình thường, đây không phải là một linh hồn dẫn đường, mà đây là một vị thần, một vị thánh, là cái nguồn năng lượng mà mình cảm nhận được. Nếu như các bạn đang theo đạo thì có thể cái vị thánh mà các bạn theo á, cái vị thánh nó đang hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều quá nha. Còn nếu như đối với những bạn khác á, thì Merlin vẫn nghĩ đây là một cái nguồn năng lượng rất là quyền năng. Và với sự xuất hiện của cả mặt trời ở đây, đây là cổ tự về mặt trời và đây là cổ tự về đất, thì Merlin cảm giác như cái nguồn năng lượng này đã xuất hiện, đã đi cùng với các bạn trong một quãng đường rất là dài rồi. Và Merlin cảm giác được giống như là từ khi các bạn sinh ra thì nguồn năng lượng này đã ở bên cạnh và hỗ trợ cho các bạn rồi. Và các bạn có biết không, những cái đứa bé được sinh ra thường sẽ kiểu như thông thường là sẽ đều có một cái vị thần hỗ trợ, một cái vị thần hộ mệnh cho các bé cho đến khi các bé được khoảng 6-7 tuổi gì đó đó. Nhưng mà đối với cái trường hợp này nha, thì Merlin nghĩ là vị thần này đã theo các bạn từ lúc các bạn lọt lòng tới bây giờ luôn. Và vị thần này đã đi qua được những cái thăng trầm trong cuộc sống của các bạn, những cái niềm vui, những cái nỗi buồn, cũng như là những cái giống như những cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các bạn á, thì vị thần này luôn xuất hiện và giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn vượt qua những cái khoảng thời gian đó, hoặc là giúp cho các bạn tăng thêm những cái niềm vui và những cái giống như là nếu như là nỗi buồn á, nhưng chẳng hạn như các bạn gặp phải một cái biến cố vậy đúng không, thì vị thần này sẽ xuất hiện giống như là một cách để an ủi cho các bạn và sẽ đem đến những cái điều, những cái giống như là sẽ đem đến một số những cái sự vật sự việc, hoặc là đưa các bạn vào trong những cái tình huống mà giúp cho các bạn có thể chữa lành cái vết thương nó nhanh hơn. Còn giả sử như các bạn đang rất là vui vẻ thoải mái đúng không, thì vị thần đó có thể đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái niềm vui nữa. Bởi vì mình nghĩ rằng với cái nguồn năng lượng này nha, có thể là các bạn cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái vị thần này. Vị thần này thường hay xuất hiện và hỗ trợ cho các bạn, vì vậy nên cho nên là cái nguồn năng lượng của các bạn á, ít nhiều bị ảnh hưởng. Và cái anh không dùng chữ ảnh hưởng thì kỳ, giống như là các bạn giống như là một phần của vị thần này, các bạn ở trong năng lượng của các bạn có một phần của vị thần này vậy đó. Và các bạn có một cái nguồn năng lượng rất là không hiểu tại sao nha, mặc dù trong trải bài này với hai cái cổ tự này ở đây á, ba cái cổ tự này nè, thì đem đến cho Merlin một cái cảm giác là có thể là đây không phải là một cái cuộc sống của người này, không phải là lúc nào cũng màu hồng. Nhưng mà rõ ràng là nhờ có cái năng lượng của vị thần này ở bên trong các bạn, cho nên là các bạn luôn có thể hướng bản thân mình đi đi đúng hướng. Kiểu như nếu đặt trường hợp là những người khác á, thì khi mà họ rơi vào những cái trường hợp giống các bạn đi, ví dụ như vậy ha, thì có thể là họ sẽ bị lầm đường lỡ bước, nhưng mà các bạn thì không có. Các bạn dù cho các bạn sinh ra trong hoàn cảnh nào, hoặc là dù cho các bạn gặp cái khó khăn nào, thì các bạn cũng sẽ không có bị rơi vào những cái trường hợp giống như là các bạn chống lại cái xã hội hay như thế nào đó vậy đó. Thì mình không thấy được ở trong đây. Giống như là các bạn có khả năng chuyển hóa những cái điều tiêu cực thành những điều tích cực vậy. Và đó là một cái nguồn năng lượng rất là mạnh ha. Đó là một cái phước lành rất là lớn mà các bạn đã đạt được thông qua cái sự xuất hiện của vị thần này. Và Merlin nghĩ rằng vị thần này cũng đã đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái sức mạnh cũng như là những cái mối quan hệ. Merlin cảm giác được á là có một cái gì đó ở các bạn mà khiến cho người khác phải tôn trọng. Kiểu như là dù cho đối với một số bạn của nhóm 2 nha, khi các bạn xuất hiện ở đâu á, thì các bạn luôn có thể là tâm điểm của sự chú ý. Bởi vì Merlin cảm giác được
vị thần này sẽ hỗ trợ, giống như là cái nguồn năng lượng của vị thần này, khi mà các bạn có được cái sorry, đã lúc nói nhanh quá. Chẳng hạn như giờ cái năng lượng của các bạn đúng không, mà khi cái nguồn năng lượng của chúng ta mà được tiếp, được kiểu như là được được củng cố thêm bởi cái sức mạnh của cái vị thần này á, thì sẽ khiến, sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái điều, không phải phải nói như thế nào ta, kiểu như dù cho các bạn bước vào một căn phòng đi thì các bạn cũng sẽ có thể chiếm được cái spotlight, hoặc là các bạn có thể khiến cho người khác phải quay lại nhìn mình á, thì một phần cũng có thể là vì cái nguồn năng lượng của các bạn quá mạnh, tỏa ra quá mạnh ha, thu hút những người khác. Và vì vậy cho nên Merlin mới cảm thấy là có thể là người khác cũng rất là tôn trọng các bạn, và các bạn luôn có thể là tâm điểm của sự chú ý đối với một số bạn ha. Wow, thì trước mắt là chúng ta có được một cái giống như một cái bức tranh toàn cảnh về cái nguồn năng lượng này, và đây là một cái nguồn năng lượng rất là đẹp ha các bạn, đây là một nguồn năng lượng rất mạnh, và đây là một vị thánh. Tại cái chữ không hiểu sao mà cái thông điệp về thánh nó liên tục lặp lại trong đầu của Merlin. Rồi ok, bây giờ trước mắt chúng ta sẽ để những thông điệp này qua một bên, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số những cái thông tin về cái vị thần vị thánh này. Ok, vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì? Ok, có thêm thông tin gì về vị thánh này hay vũ trụ, vị thần hoặc là vị thánh này, người đã luôn ở bên cạnh và hỗ trợ cho các bạn nhóm 2 của chúng ta đây. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này hả vũ trụ? Các bạn có sự xuất hiện của Risk, các bạn có xuất hiện và năng lượng của bạn, các bạn chính là The Count. Ok. Wow. Wow. Hồi nãy các bạn có nhớ Merlin có nói cái ý là nguồn năng lượng này xuất hiện ở trong những cái giây phút thăng trầm trong cuộc sống của các bạn không? Thì đây, hai lá bài này giống như là lời khẳng định lại vậy đó. Và với sự xuất hiện của The Count ở đây thì cái nguồn năng lượng này rất là nuôi dưỡng, rất là bảo bọc các bạn nha. Bây giờ Merlin lấy ra thêm một vài lá nữa rồi Merlin sẽ đọc cho các bạn nhé. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này hả vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Các bạn nhìn nè, Anna, Grandmother of mình biết đây là một nguồn năng lượng rất là mạnh mà. Tất nhiên các bạn không nhất thiết phải theo đạo Chúa nha. Lá bài này đơn giản là chỉ thể hiện là đây là một nguồn năng lượng rất là mạnh thôi. Vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Nguồn năng lượng luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho các bạn nhóm 2. Các bạn có whistle. Và năng lượng cứu hỏa các bạn có là shooting stars. Wow. Nguồn năng lượng này thực sự là rất là đẹp các bạn. Với sự xuất hiện của The Frog và Risk ở đây á, Merlin cảm thấy như nguồn năng lượng này thường hay thử thách các bạn đó, kiểu như là đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm không hẳn là quá đau thương đâu, những cái trải nghiệm thú vị. Và có thể là một số bạn của nhóm 2, nếu như trước giờ cuộc sống của các bạn yên bình á,
thì Merlin nghĩ rằng đó có thể là một phần là vì cái sự lựa chọn của các bạn. Nhưng mà giả sử như các bạn mong muốn có một cái cuộc sống thú vị á, thì có vẻ như vị thần này á, luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho các bạn và đem đến những cái điều mà các bạn muốn. Giả sử phải giải thích như thế nào ta? Cái thông điệp risk ở đây á, cho Merlin thấy là nếu như một số bạn thích lựa chọn ở một cuộc sống yên bình, đúng không, thì vị thần này sẽ đem cái sự yên tình bình yên bình đến cho các bạn. Mà giả sử như các bạn muốn lựa chọn một cuộc sống kiểu như là nhiều cái thử thách, nhiều cái sự thú vị hơn á, thì vị thần này cũng sẽ đem đến cho các bạn cái điều đó, giống như là các bạn muốn gì được đó vậy đó. Và cái nguồn năng lượng này với sự xuất hiện của Shooting Star ở đây á, thì vị thần này xuất hiện để đem đến những cái, bên cạnh cái việc đem đến những cái phước lành cho các bạn, thì cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc giúp các bạn đạt được cái ước mơ trong cuộc sống của mình. Và với hai cái thông điệp này ở đây á, vị thần này luôn đứng ở bên các bạn, luôn ở bên cạnh các bạn, hỗ trợ cho các bạn. Đặc biệt là khi mà các bạn lựa chọn một cái hướng đi nào đó trong cuộc sống, vị thần này sẽ luôn ở bên cạnh và hỗ trợ cho các bạn. Ví dụ như là khi các bạn học đại học thì vị thần này cũng sẽ xuất hiện để hỗ trợ cho các bạn lựa chọn cái ngành nghề phù hợp cho mình, hoặc là lựa chọn, hoặc là giúp các bạn đưa ra những cái quyết định đúng đắn cho mình, miễn là các bạn tập trung vào những cái dấu hiệu mà các bạn nhận được, cũng như là tập tin vào trực giác của các bạn, thì các bạn sẽ đưa được cái quyết định đúng đắn nhất bởi thông qua cái sự phù trợ của vị thần này. Và với sự xuất hiện của The Frog ở đây á, thì một lần nữa Merlin cảm thấy á, là vị thần này luôn ở bên cạnh các bạn, giúp cho các bạn vượt qua những cái thăng trầm trong cuộc sống của mình. Giả sử như nếu như đó là một cái chuyện buồn, đúng không, thì vị thần này sẽ xuất hiện và giúp cho các bạn kiểu như là nhảy ra khỏi cái nguồn năng lượng tiêu cực đó. Mà giả sử như cho các bạn đang muốn đạt được một cái điều gì đó, đúng không, thì vị thần này cũng sẽ giúp cho các bạn nhảy đến cái điều đó. Nói chung là đây là một nguồn năng lượng khá là bao bọc, nhưng mà bao bọc ở đây á, không có quá hà khắc, mà cái sự bao bọc này nó giống như là một người bạn vậy đó các bạn, luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho các bạn thông qua những cái dấu hiệu. Và cái whistle ở đây cho Merlin thấy là những cái vị thần này đã từng cảnh báo các bạn rất là nhiều lần, đặc biệt là khi các bạn đưa ra những cái sự quyết định trong cuộc sống á. Và có thể là nếu như giả sử như các bạn nhắm hai mà không chú ý á, thì các bạn sẽ không đón nhận được những cái thông điệp này. Tuy nhiên nếu như các bạn quan sát một cách tinh tế hơn, thì các bạn sẽ thấy là mỗi khi các bạn muốn làm một cái việc gì á, thì các bạn sẽ đón nhận được những cái dấu hiệu liên quan đến cái điều đó, và giúp cho các bạn từ đó đưa ra được cái quyết định đúng đúng nhất và phù hợp nhất với các bạn. Và với sự xuất hiện của Anna, Grandmother of Jesus ở đây á, các bạn nhìn, Seeding the light, laying foundations and divine plans. Vị thần này xuất hiện giống như là để giúp cho các bạn đạt được những cái mục tiêu mà các bạn đã có trước khi các bạn đến với cái thế giới này luôn. Không biết nói như vậy có dễ hiểu hay không? Tại vì trái đất á, là giống như là một cái ngôi trường vậy. Trái đất là một ngôi trường dành cho những linh hồn, và chính bản thân của chúng ta cũng là từng là những cái nguồn năng lượng, từng là những linh hồn, đúng không? Và trước khi chúng ta đến đây, chúng ta có một cái kế hoạch cụ thể rõ ràng là khi mà chúng ta đến đây nè, thì chúng ta sẽ phải làm cái gì, trải nghiệm cái gì. Thì vị thần này xuất hiện và đi theo hỗ trợ cho các bạn để giúp cho các bạn đạt được những cái điều đó, giúp cho các bạn đạt được những cái ước nguyện đó, và cũng như là giúp cho các bạn hoàn thành những cái mục tiêu mà các bạn đã đặt ra trước đó, trước khi các bạn đã đến với cái cuộc đời này luôn đó. Wow, đây là một cái nguồn năng lượng rất là đẹp và rất là mạnh nha. Rồi, bây giờ Berlin muốn muốn làm gì ta? Để xem có thêm thông tin gì về vị thần này ha. Tại vì Berlin muốn tìm hiểu kỹ một chút xíu xem những vị thần này đã và đang hỗ trợ cho các bạn như thế nào trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta sẽ lấy thêm một số những cái thông điệp liên quan đến cái nguồn năng lượng này nữa nha. Để mình đi uống nước khác. Ok, cắt một cái nữa nha. Rồi, vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này nữa vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này nữa? Các bạn có Five of Swords. Thông điệp này muốn xuất hiện, các bạn có Four of Wands.
hai lá nên là vũ trụ. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Các bạn có King of Pentacles và các bạn có Knight of Cups xuất hiện ở vị thế ngược. Và năng lượng của bạo các bạn chính là Knight of Wands. Các bạn có hai vị hiệp sĩ nè, xuất hiện ở tư thế ngược ha. Nè, như hồi nãy mà Linh nói từ lúc đầu luôn, vị thần này xuất hiện trong hầu hết những cái sự kiện lớn trong cuộc đời của các bạn, những cái thăng cũng như những cái trầm trong cuộc sống của các bạn. Và vị thần này luôn đưa ra những cái lời khuyên rất là hữu ích, nhưng mà không biết là các bạn có đón nhận được không. Tất nhiên là sẽ tùy trường hợp nha. Nếu như giả sử như trước giờ các bạn lắng nghe lý trí của mình nhiều hơn thì biết đâu là bây giờ là lúc để cho các bạn lắng nghe trực giác của các bạn nhiều hơn một tí. Bởi vì với sự xuất hiện của Knight of Cups ở đây, Merlin cảm giác là thông điệp là ở đó, nhưng mà đôi khi các bạn lại, đôi khi con người chúng ta lại kiểu như đôi khi hơi cố chấp, và ở một số trường hợp thì chúng ta cũng kiểu như phớt lờ những cái dấu hiệu đó, hoặc là biết là lao vào một cái vấn đề đó, đi theo một cái hướng đi nào đó sẽ sai, nhưng mà chúng ta vẫn muốn thử xem kết quả nó sẽ như thế nào. Và đó cũng là cái điều mà cái nguồn năng lượng này đã cho Merlin cảm nhận được. Một những cái sự những cái quyết định sai lầm xuất phát từ cái việc thiếu suy nghĩ kỹ, thiếu suy nghĩ thận trọng, cũng như là bởi vì có sự xuất hiện của cái tôi ở đây mà các bạn đã từng đưa ra những cái quyết định mà đã làm ảnh hưởng đến các bạn rất nhiều, và đối với một số bạn á. Và vị thần này muốn nói với các bạn rằng á, thông qua cái nguồn năng lượng này nha, có vẻ như á, một cái bài học lớn mà các bạn cần phải học chính là lắng nghe chính mình. Các bạn cần phải lắng nghe và quan sát tinh tế hơn, bởi vì với sự xuất hiện của cả hai thông điệp này ở đây, vị thần này muốn nguồn năng lượng này cho Merlin thấy được là các bạn đôi khi hành xử hơi, một số bạn thôi, đôi khi hành xử hơi thiếu thận trọng một chút xíu, và điều đó đã dẫn đến các bạn một số những cái rủi ro, một số những cái tình huống lẽ ra có thể đã né tránh được rồi. Và vị thần này muốn các bạn tin rằng á, các bạn sẽ đạt được đến cái nơi mà các bạn muốn, dù cho đó là về các bạn sẽ đạt được những gì mà các bạn muốn á. Bởi vì sự xuất hiện của Dark Shooting Star lại nhấn mạnh một lần nữa, dù cho đó là về phương diện tình cảm hay tiền bạc, đúng không, hay là về bất cứ một cái khía cạnh nào đó, chỉ cần các bạn có niềm tin ở bản thân của các bạn, chỉ cần các bạn lắng nghe cũng như là quan sát những cái dấu hiệu mà vị thần này đem đến cho các bạn, thì các bạn sẽ đạt được đến cái điều đó. Và đừng có nên hấp tấp nha. Vị thần đó giống như nhấn mạnh là không được hấp tấp. Mọi cái gì tới nó sẽ tới, đúng lúc, đúng thời điểm, mọi thứ sẽ được hoàn thành. Bởi vì các bạn nhìn Divine Plan, cuộc sống của các bạn á, cũng như là cái quá trình phát triển của các bạn á, đều đã được lên kế hoạch hết rồi. Và các bạn nên nhớ rằng người tính không bằng trời tính nha. Vị thần này muốn Merlin truyền đạt cho các bạn á, là các bạn hãy có niềm tin vào vũ trụ, hãy có niềm tin vào bản thân mình, cũng như là niềm tin vào những cái nguồn năng lượng xung quanh các bạn. Và đừng có nên ép một thứ gì, một cái chuyện gì đó phải xảy ra theo cách mà các bạn muốn nha. Đó là một cái thông điệp mà Merlin cảm nhận được. Rồi, bây giờ Merlin sẽ xem nguồn năng lượng, nếu như có một cơ hội, thì nguồn năng lượng này, vị thần, vị thánh này sẽ muốn nói điều gì với các bạn vào lúc các bạn xem video này nhé. Bộ bài đó rồi. Có nhiều bạn nhắn qua hỏi Merlin là tại sao Merlin không xem những cái không làm nhiều video về tình cảm hơn. Thì thật sự á, là Merlin cũng rất là thích làm những cái video về tình cảm. Nhưng mà Merlin có một cái giống như là không biết phải nói làm sao nữa, nhưng mà khi mà một cái trực giác của Merlin á, khi đôi khi đem đến cho Merlin những cái thông điệp, ví dụ như về cái video lần này đi, thì Merlin sẽ về cái chủ đề lần này đi, thì Merlin sẽ làm về cái chủ đề này. Thường Merlin sẽ nghe theo trực giác của mình nhiều hơn. Cho nên là
Nếu như các bạn thích xem những cái chủ đề về tình cảm thì để khi nào trực giác của Merlin đem đến cho Merlin những cái suy nghĩ, đem đến cho Merlin những cái thông điệp đó thì Merlin sẽ làm nha. Cho nên là video của Merlin không, hầu hết là đa số là về cuộc sống nhiều hơn. Nhưng mà tất nhiên vẫn sẽ có những cái video về tình cảm để giúp cho các bạn thư giãn. Rồi. Vũ trụ ơi, nếu như có một cơ hội thì nguồn năng lượng này sẽ muốn nói điều gì với các bạn nhóm 2 của chúng ta đây? Nếu như có cơ hội thì nguồn năng lượng này sẽ muốn nói điều gì với các bạn nhóm 2 của chúng ta? Mình thấy đủ bài luôn rồi đó. Lấy hết đi ha. Các bạn có Seven of Cups. Các bạn có The Các bạn có Queen of Pentacles. Các bạn có Ten of Cups ngược. Các bạn có Queen of Swords và các bạn có The Hangman. Mình sẽ để đây nha. Wow. Vị thần này khuyên các bạn á là đừng có nên hành động thiếu suy nghĩ. Đồng một cái lời khuyên dành cho các bạn vào lúc này nha, vào lúc các bạn xem video này á. Đặc biệt là khi các bạn đứng giữa một cái, đặc biệt là khi các bạn không không có một cái nhìn tổng quát cũng như là rõ ràng nhất về một cái sự vật sự việc cũng như một cái quyết định nào đó thì các bạn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Và với sự xuất hiện của cả The Sun và Queen of Pentacles ở đây á, vị thần này muốn muốn nói với các bạn rằng á, là vị thần này đã chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều những cái giống như là những cái sự trù phú, những cái sự thịnh vượng cũng như là niềm vui, niềm hạnh phúc. Vị thần này đã chuẩn bị trước cho các bạn tất cả những điều này rồi, ở phía trước rồi. Đã lên kế hoạch hết rồi. Đúng lúc, đúng thời điểm các bạn sẽ đón nhận được cái điều đó. Các bạn đừng có nên bắt buộc cũng như là đừng có nên ép bản thân là phải tìm kiếm một cái điều gì đó ngoài kia hoặc là ép thúc đẩy một cái việc gì đó phải diễn ra sớm hơn dự định. Và với Ten of Cups ở đây á, Merlin nghĩ rằng vị thần này muốn các bạn nhìn cuộc sống theo một cái hướng khác. Ten of Cups và cả Ten of Cups ngược và cả The Hangman nữa. Vị thần này muốn các bạn thực sự nhìn cuộc sống theo một cái hướng khác. Tại vì đôi khi nếu như chúng ta tập trung vào những cái điều tiêu cực trong cuộc sống á, thì các bạn sẽ không có thể nào nhìn thấy được những cái phước lành cũng như là những cái kế hoạch mà vũ trụ đã để cũng như là vị thần này đã chuẩn bị trước cho các bạn rồi. Đã chuẩn bị trước cho các bạn đâu. Và một cái thông điệp nữa Merlin cảm nhận được, giả sử như vào lúc này các bạn đang phân vân không biết phải đưa ra bất cứ một cái lựa chọn nào á, thì vị thần này muốn các bạn á hãy đứng ở một cái góc độ tổng quát hơn để quan sát cái vấn đề. Các bạn có thể hỏi, kiểu như là các bạn có thể tham khảo, đúng rồi, tham khảo ý kiến của những người xung quanh nếu cần thiết để có thể đưa ra quyết định về kiểu như khách quan nhất cho các bạn nha. Và đặc biệt là phòng tránh cái việc mà hấp tấp nha các bạn, bởi vì vị thần này không muốn các bạn kiểu như là rơi vào những cái vấn đề mà lẽ ra có thể đã né tránh được. Thì không biết tại sao thông điệp lại xuất hiện. Còn có thêm thông điệp gì không? Ok. Rồi. Merlin nghĩ rằng vị thần này muốn nói với các bạn rằng á, nếu như trong những cái giây phút mà các bạn bối rối không biết phải làm gì, đúng không, thì vị thần này kêu đi ngủ. Why? Và những lúc căng thẳng bối rối không biết phải làm gì, đúng không, thì vị thần này kêu các bạn hãy thư giãn đầu óc một chút xíu và các bạn có thể đi ngủ cũng được, các bạn có thể làm một cái việc gì đó cũng được. Nhưng mà đừng có bận tâm về cái vấn đề đó nữa. Hãy để cho vấn đề đó nó trôi đi. Hãy để cho vị thần này giải quyết những cái vấn đề khó khăn đó giùm các bạn. Rồi, mình nghĩ đây là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn trong đợt trải bài này. Thì thông điệp rất là dễ thương ha. Và nếu như các bạn muốn, giống như là các bạn có thể thả một bất kỳ một cái icon nào ở dưới phần bình luận á, giống như là một cách để khẳng định rằng các bạn đã lắng nghe những cái thông điệp này từ cái vị thần này và các bạn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình và đi đúng hướng
để có thể đến được những cái kế hoạch mà vị thần này đã chuẩn bị cho các bạn ở phía trước nha. Rồi thì Merlin xin chúc cho các bạn nhóm 2 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 3 nha. Nếu như các bạn chọn mặt dây chuyền này thì đây sẽ trải bài của các bạn nhé. Rồi ở trong video lần này Merlin sẽ miêu tả vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nha. Và tất nhiên chúng ta có nhiều hơn một vị thần hộ mệnh và rất là nhiều những linh hồn dẫn đường nữa. Tuy nhiên để xem nguồn năng lượng nào sẽ xuất hiện ở trong trải bài lần này nhé. Rồi thì ở trong trải bài lần này bây giờ Merlin sẽ bắt đầu bằng cái túi thông điệp của mình nha. Vũ trụ ơi, vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nhóm 3 là một nguồn năng lượng như thế nào hả vũ trụ? Ok. Cái gì đây? Các bạn có Lust for Life. Wow. Thông điệp này đã xuất hiện ở ba nhóm rồi. Các bạn có cổ tự của đất ha. Các bạn lại có cổ tự của thần thánh nè. Các bạn, oh my god. Nói nghe nè. Các bạn có ba cái cổ tự trùng lập với một nhóm trước đó luôn. Các bạn có ba cổ tự trùng lập với một nhóm trước đó nha. Và Merlin sẽ không nói cho các bạn biết là nhóm nào đâu. Nếu như các bạn tò mò, các bạn có thể xem lại hai nhóm trước đó, một trong hai nhóm trước đó. Và với sự xuất hiện của những thông điệp này nha, các bạn có deity ở đây và các bạn có cả god nữa, thì một lần nữa thông điệp xuất hiện ở trong trải bài này không phải là một linh hồn dẫn đường mà là một vị thần. Wow, ok. Vị thần này rất là vị thần này tràn đầy nhiệt huyết ha, và các bạn thấy cái thông điệp Lust for Life ở đây á đem đến cho Merlin một cái cảm giác là đây là một vị thần tràn đầy năng lượng, và có thể là các bạn cũng là những người có năng khiếu hài hước, hoặc là bản thân của các bạn luôn tỏ ra một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, và có thể đó cũng chính là một lý do vì sao mà những người xung quanh rất là thích dành thời gian cho các bạn. Đối với một số bạn của nhóm 3 nha, Merlin cảm giác có thể là các bạn là những người kiểu như sống bên cạnh cái việc các bạn sống sống rất là tích cực á, thì các bạn cũng có thể là những người sống rất là cởi mở. Đợi mình tắt wifi cái nha, nó có hiện tin nhắn ngoài rồi. Ok, thì các bạn cũng là những người sống rất là cởi mở và các bạn có rất là nhiều những cái mối quan hệ xung quanh, là cái điều mà mình cảm nhận được. Dù cho đây là những cái mối quan hệ có thân hay không nha, nhưng mà mình cảm giác như là cái vòng tròn những cái mối quan hệ của các bạn á, nó khá là rộng. Có thể là các bạn sẽ là những người hay được quý nhân phù trợ, hay được những người xung quanh hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn, đặc biệt là vào những cái giây phút mà cảm thấy kiểu như là cuộc sống, như là khi các bạn gặp phải một cái vấn đề gì đó thì có vẻ như là luôn có một người xuất hiện để giúp cho các bạn vượt qua cái khoảng thời gian đó, giúp cho các bạn hoàn thành một cái việc gì đó. Thì đó chính là cái nguồn năng lượng của vị thần này, và vị thần này đem đến cho các bạn một cái sự cuốn hút. Đây có vẻ như là mặc dù có ba thông điệp giống với một cái nhóm trước, nhưng mà Merlin cảm thấy là vị thần này, cái nguồn năng lượng của vị thần đem này đem đến nó nhẹ nhàng và nó giống như là nó vui vẻ tích cực hơn. Nó phải nói sao ta, vị thần này đem đến cho các bạn một cái sự hấp dẫn, và có một cái điều gì đó liên quan đến cái lời nói của các bạn. Merlin không hiểu tại sao, có thể là các bạn là những người có giọng nói rất là hay, có thể là các bạn là những người hát rất hay chẳng hạn, nhưng mà có vẻ như cái cách mà các bạn truyền đạt cũng như là cái cách mà các bạn thể hiện ra bên ngoài á rất là cuốn hút, và cái sự cuốn hút đó chính là một phần, chính là do sự ảnh hưởng một phần nào bởi cái nguồn năng lượng của vị thần này nha. Vị thần này đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái cơ hội để phát triển, và với sự xuất hiện của Lust for Life một lần nữa, có vẻ như là cuộc sống của các bạn á nó khá là yên bình á. Không hiểu tại sao cái thông điệp này cứ tiếp tục lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình. Và
Yên bình ở đây không phải cái kiểu như là nhàm chán nha, mà Violin cảm giác như là các bạn cũng có được những cái trải nghiệm rất là thú vị trong cuộc sống của mình. Giả sử như đến bây giờ các bạn vẫn chưa có nhiều những cái trải nghiệm thú vị thì có thể là trong khoảng thời gian tiếp theo hoặc là trong những năm tiếp theo của cuộc đời thì các bạn sẽ trải nghiệm được những cái điều này. Và vị thần này á, bên cạnh cái việc vị thần này đem đến cho các bạn một cái sự cuốn hút và giúp cho các bạn tạo dựng những cái mối quan hệ xung quanh á, thì vị thần này cũng là một vị thần rất là nhiều những cái như này, ý là vị thần này tràn đầy những cái nguồn năng lượng tích cực và nhiệt huyết á, năng động. Và có thể là các bạn cũng là những người, bên cạnh cái việc mà các bạn là những người năng động như nãy giờ mình lên nói ha, thì có thể là các bạn cũng là những người hơi hơi tiêu xài phung phí một chút xíu là cái thông điệp mà mình lên cảm nhận được. Các bạn là những người có thể là rất là hay giúp đỡ những người xung quanh, cũng như là hay bên cạnh cái việc giúp đỡ những người xung quanh, truyền lửa cho họ, thì các bạn cũng không khá rộng rãi, không có tính toán nhiều trong cái việc tiền bạc, là một cái thông điệp nữa mà mình cảm nhận được ở đây. Wow, ok, thì trước mắt là như vậy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu chút xíu về cái nguồn năng lượng của vị thần này. Các bạn có đến hai cái cổ tự thể hiện thần, hai cái cổ tự thần thánh luôn đó nha, là hai cái cổ tự mang ý nghĩa chỉ những vị thần đó. Cho nên là nguồn năng lượng ở trong trải bài này có thể là nhiều hơn một. Vũ trụ ơi, lấy không ta? Thôi, nếu mà rớt ra thì lấy. Vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này hả vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? No. Oh my God. Lá bài này xuất hiện ba trong ba trải bài luôn rồi. Và năng lượng của bộ bài và năng lượng của bộ bài của các bạn chính là năng lượng truth. Nhưng mà trước hết mình muốn lấy thêm một lá nữa đi. Nên là nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy được cái chữ truth rồi ha. Oh. Không cần phải xem năng lượng của bộ bài nữa, bởi vì các bạn có sự xuất hiện ở trong đây luôn rồi. Trong đây có sự xuất hiện của hai vị thần. Hèn gì nãy giờ Merlin cảm giác có cái gì đó nó không đúng, hai nguồn năng lượng nó hơi tách biệt một chút xíu, nhưng mà tại vì không chắc nên là Merlin không có đề cập được. Tại vì bên cạnh cái việc có sự xuất hiện của hai cổ tự điều chỉ thần thánh á, thì một nguồn năng lượng rất là năng động, đúng không, một nguồn năng lượng rất là tỏa sáng á, còn ở một bên á thì là cũng là một nguồn năng lượng rất là quyền năng, nhưng mà cái sự xuất hiện của nguồn năng lượng quyền năng thì không thấy được nhiều, nên là Merlin không có đề cập. Rồi, thì bây giờ để lấy thêm một vài lá bài nữa rồi Merlin sẽ đọc cho các bạn ha. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này nữa vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Các bạn có trong Dim Your Light xuất hiện. Ừ, đúng rồi. Nguồn năng lượng này khiến cho các bạn rất là nổi bật. Và các bạn có rất là nhiều những cái mối quan hệ cũng thông qua sự hỗ trợ của những cái vị thần này nha. Tiếp đến Merlin sẽ lấy thêm hai lá từ bộ bài này nữa. Rồi Merlin sẽ đọc cho các bạn nha. Một cái nữa. Vũ trụ ơi, có thêm thông điệp gì? Có thêm thông tin gì về vị thần này ha vũ trụ? Có thêm thông tin gì về vị thần này?
các bạn có ancestor và các bạn thấy là sự xuất hiện của hai cái đầu lâu. Rõ ràng là có hai nguồn năng lượng xuất hiện ở trong đây. Vì là Merlin nói không, Merlin cảm nhận của Merlin không có sai. Và cái năng lượng cuối cùng của gọi của các bạn chính là net. Wow, ok. Rồi. Hồi nãy Merlin không biết Merlin có đề cập cái cổ tự này chưa? Đây là một cái cổ tự xuất hiện, cũng đã xuất hiện ở những cái nhóm trước. Và đây là cổ tự về đất. Và thì các bạn có sự xuất hiện của The Earth Fairy nữa. Rõ ràng là các bạn nhận được sự hỗ trợ không chỉ ở nguồn những bởi những cái nguồn năng lượng này, kiểu như không chỉ ở bề trên, mà các bạn cũng là những người nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh các bạn, có thể là bạn bè, có thể là gia đình, hoặc là những người đồng nghiệp, hoặc là những cái người mà các bạn tiếp xúc á, bởi vì có vẻ như thông qua cái sự hỗ trợ của vị thần này, các bạn lan tỏa một cái nguồn năng lượng tích cực và một cái nguồn năng lượng khiến cho người khác mến mộ các bạn á. Và vì thế cho nên là các bạn dễ dàng tạo được những cái cảm tình tốt và giúp cho các bạn kết nối được với nhiều người. Và kiểu như là khi mà chúng ta tạo được một cái ấn tượng tốt với một ai đó thì họ cũng sẽ có thể đem lại những cái lợi ích cho chúng ta, kiểu như là họ cũng có thể giúp đỡ cho các bạn trong cuộc sống hoặc là trong công việc của các bạn chẳng hạn. Thì đó là một cái điều mà Merlin cảm nhận được. Và với sự xuất hiện của The King ở đây, nguồn năng lượng này á, hồi nãy không biết Merlin có một đề cập một cái ý á, là có vẻ như khi các bạn đi đến đâu các bạn cũng có thể tạo dựng được những mối quan hệ và những người xung quanh rất là kiểu như dễ bị hấp dẫn bởi bạn á. Thì hồi nãy Merlin có đề cập cái ý này đúng không? Đây, một lần nữa lại nhấn mạnh lại với nguồn năng lượng của The King ở đây á, thì các bạn biết The King, những vị vua chúa thì là những cái nguồn năng lượng rất là mạnh và khi đó sẽ kiểu như vị vua chúa thì sẽ có người theo phù trợ đúng không, sẽ có những người theo hầu hạ hỗ trợ giúp đỡ chẳng hạn, thì đó chính là cái nguồn năng lượng mà vị thần này đã cái vị thần này có, và vị thần này cũng đã truyền cho các bạn những cái nguồn năng lượng thông qua ba cái lá bài này. Thì Merlin thấy được rằng á, các bạn là những người được quý nhân phù trợ nha, là một cái điều rất là nổi bật luôn. Và đối với một số bạn của nhóm 3 của chúng ta, có thể là các bạn cũng là những người có sức khỏe rất là tốt. À, và cái sức khỏe, khoan, có một cái gì đó không đúng ở đây. Tại sao lại như vậy? Wind Fairy hèn gì. Ok, sáng suốt. Rồi, thì như nãy giờ Merlin nói ha, các bạn như đối với một số bạn của nhóm 3 của chúng ta có cái sức khỏe rất là tốt, thì là một cái thông điệp mà Merlin cảm nhận được cũng chính là thông qua cái sự bảo bọc của vị thần này. Và một cái điều nữa, đối với một số à không, đối với phần lớn các bạn nhóm 3 nha, các bạn có một cái sự sáng suốt rất là mạnh. Với sự xuất hiện của The Wind Fairy ở đây á, thì Merlin cảm giác được rằng có vẻ như á, là thông qua cái sự sáng trí, có thể là các bạn cũng là những người rất là khéo trong việc ăn nói, bởi vì hồi nãy Merlin có đề cập một cái ý là các bạn có thể là những người dùng lời nói để đạt được những cái điều mà mình muốn. Và vì thế cho nên là thông qua cái sự sáng trí mà vị thần đem đến cho các bạn á, sẽ giúp cho các bạn bên cạnh giúp cho các bạn nổi bật hơn với những người xung quanh, thì cũng giúp cho các bạn đạt được những cái điều mà các bạn muốn thông qua lời nói của mình, thông qua những cái cử chỉ hành động của các bạn. Đôi khi á, những cái người giống như là có thể là các bạn là những người làm ít nhưng mà được hưởng nhiều á, là một cái thông điệp mà mình nên cảm nhận được nha. Những người xung quanh bên đây có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh. Để xem Merlin có sót cái ý nào không ta. Rồi. Một cái điều Merlin cảm nhận được nha. Vị thần này có thể giúp cho các bạn trong cái việc lựa chọn hướng đi đúng cho các bạn đó. Bởi vì thông qua cái sự sáng trí và thông qua cái đôi mắt này nè, thì có vẻ như vị thần này đã từng giúp các bạn rất là nhiều lần.
kiểu như có những cái chuyện lẽ ra nó đã xảy ra rất là tồi tệ rồi, nhưng mà thông qua cái sự giúp đỡ của vị thần này mà nó lại trở nên rất là nhẹ nhàng, nó không có trầm trọng nữa. Và có thể đó cũng là một phần mà liên quan đến cái thông điệp về sức khỏe mà Merlin cảm nhận được. Có thể là các bạn á, các bạn dù cho các bạn bệnh nhiều á, nhưng mà các bạn cũng chỉ là bị những cái cảm vặt nhỏ nhỏ thôi, chứ không có bị quá nặng, là một cái thông điệp nữa mà Merlin cảm nhận được. Mà giả sử như các bạn có bị nặng á, thì cái vị thần này sẽ đem đến những cái vị bác sĩ tốt, những cái thầy thuốc giỏi để giúp cho các bạn vượt qua những cái căn bệnh đó nữa. Wow, đây là một cái nguồn năng lượng rất là khá là khác biệt với hai cái nhóm trước nha. Nguồn năng lượng này Merlin không biết phải diễn tả bằng từ ngữ như thế nào, bởi vì hai cái nguồn năng lượng, một nguồn năng lượng là hỗ trợ cho các bạn trong công trong trong cái phải là phải nói như thế nào ta, một nguồn năng lượng á là hỗ trợ cho các bạn từ bên trong, còn một nguồn năng lượng là hỗ trợ từ các bạn từ bên ngoài, không biết phải giải thích như thế nào nữa. Ok, trước mắt là như vậy đi, để xem chúng ta có thêm thông tin gì nha, để mình uống miếng nước. Bây giờ mình sẽ sử dụng tới bộ bài này nha. Các bạn cũng có thể là những người sống vì chính nghĩa, là một cái thông điệp nữa mới lên nghe được. Ok, vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về vị thần này không? Có thêm thông tin gì về vị thần này không? Các bạn có sự xuất hiện của Ace of Swords. Có thêm thông tin gì? Page of Swords chứ. Có thêm thông tin gì? Các bạn có sự xuất hiện của The Emperor nè. Và The Emperor là một nguồn năng lượng khác của The King. Rõ ràng là đây là một cái nguồn năng lượng rất là mạnh ha. Cả ba nguồn năng lượng xuất hiện ở trong ba nhóm đều là những nguồn năng lượng rất mạnh. Ok, một lá nữa nào vũ trụ. Ê, khoan khoan, hình như ở đây có hai lá luôn đó. Đúng rồi, có hai lá. Mà bởi vì xuất hiện ở vị thế ngược, cho nên là Merlin sẽ lấy ở vị thế ngược nha. Ok. Và các bạn có Six of Pentacles xuất hiện ở vị thế ngược. Wow. Một cái điều nữa mà Merlin cảm nhận được thông qua cái nguồn năng lượng này nha. Các bạn là những người khá là có một chút gì đó hơi cứng đầu, nhưng mà bù lại không hiểu tại sao mà hai cái nguồn năng lượng nó hơi ngược nhau. Một bên thì cứng đầu nhưng mà một bên thì lại rất là mềm dẻo khéo léo. Và bởi vì có thể là đó cũng là lý do vì sao mà nãy Marie nói cái ý là có hai cái nguồn năng lượng, một là ở trong một là ở ngoài hỗ trợ cho các bạn á. Cái nguồn năng lượng ở bên ok. Nguồn năng lượng ở bên trong đóng vai trò là mục đích chỉ đường, dẫn lối cho các bạn, định hướng dẫn lối cho các bạn. Và cái vị thần đó đem đến cho các bạn một cái sự sáng suốt cũng như là một cái ý chí kiên cường khi đương đầu với những cái vấn đề thử thách. Nhưng bên cạnh đó, bên cạnh cái sự cứng rắn đó thì một cái nguồn năng lượng tiếp theo, một cái vị thần thứ hai á, ở trong nguồn năng lượng này á, đem đến cho các bạn một cái sự mềm dẻo để giúp cho các bạn có thể giải quyết những cái vấn đề, xử lý những cái vấn đề theo một cái cách logic nhất, nhưng mà cũng không kém phần nhẹ nhàng khéo léo. Wow, hèn gì hai nguồn năng lượng.
có thêm thông tin gì không? Không hiểu sao trong trải bài lần này hai nhóm trước có rất là nhiều thông điệp nha, nhưng mà ở trong nhóm của các bạn mà Linh thấy là những cái thông điệp khá là rõ ràng luôn. Ok. Rồi, bây giờ Merlin sẽ lấy cho các bạn thêm một vài thông điệp để xem nguồn năng lượng này, hai vị thần này muốn nói với các bạn điều gì nha. Và Merlin sẽ nhắc lại là trong trải bài này Merlin thấy được hai nguồn năng lượng nha. Hai nguồn năng lượng tồn tại song song và hỗ trợ cho các bạn thông qua những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Khi các bạn cần cái sự kiên nghị, khi các bạn cần cái sự nghiêm túc thì vị thần A sẽ đứng lên hỗ trợ cho các bạn. Vị thần này sẽ đứng lên hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà khi các bạn cần cái sự mềm dẻo thì vị thần bên này sẽ đứng ra hỗ trợ cho các bạn. Các bạn có sự hỗ trợ từ hai phía luôn. Mà hồi nãy Merlin dịch lộn, Merlin đã nói là ở bên trong và ở bên ngoài. Nghe nó hơi kỳ thiệt. Nhưng mà đôi khi những cái thông điệp đến á, thực sự là hơi khó để diễn đạt các bạn. Ok, rồi. À khoan, bộ bài này thì Merlin sẽ đổi cách xào nha. Nếu như có một cơ hội thì hai vị thần này sẽ muốn nói điều gì với các bạn nhóm 3 vào lúc các bạn xem video này để vũ trụ. Nếu như có cơ hội thì... Wow, một cái điều mà Linh cảm... Các bạn nhìn nè, I'm always open to good news. Linh cảm thấy là... À, để ra hết bài đi hay rồi nói luôn. Rồi. Thôi. Để ở đây đi. Hết khung hình rồi. Ok. Có sự xuất hiện của hai lá bài ở một nhóm trước đó, chính là hai lá bài này. Bởi vậy Merlin nói là rõ ràng là trong cái trải bài này nè. Nếu như các bạn tìm được cái nhóm thứ hai á, cái nhóm mà mang cái nguồn, giả sử như các bạn bị thu hút bởi hai nhóm á, thì các bạn nên xem luôn cái nhóm kia nha. Thì biết đâu á, nhóm kia sẽ có rất là nhiều những, bởi vì mình cảm thấy là trong một một trong hai nhóm trước đó có cái nguồn năng lượng rất là song trùng với cái nhóm bên này, với nhóm 3 của chúng ta, nhưng mà chỉ có một nguồn năng lượng song trùng thôi, còn nguồn năng lượng bên đây thì là khác. Bởi vì các bạn có đến hai vị thần xuất hiện trong trải bài này lần này, trong trải bài lần này lần. Một cái điều mà Merlin, một cái thông điệp mà hai vị thần này muốn nói với các bạn nha. Đặc biệt là khi mà các bạn đứng giữa những cái sự lựa chọn á, với Four of Cups ở đây á, vị thần này muốn các bạn đặt lợi ích của các bạn lên hàng đầu, đừng có nên đồng ý với bất cứ một cái điều gì mà các bạn không thích, bởi vì các bạn là những người có trái tim rất tốt và các bạn hay giúp đỡ người khác, như lúc ở đầu trải bài Merlin cảm nhận được và Merlin cũng có đề cập vào đó. Các bạn hay giúp đỡ người khác, hay suy nghĩ cho người khác. Và một mặt á, thì cái điều đó giúp cho các bạn tạo dựng những mối quan hệ tốt, nhưng một mặt á, sẽ khiến cho một số người lợi dụng cái lòng tốt của các bạn. Vì vậy các bạn phải sử dụng cái sự sáng trí mà vị thần này đem đến cho các bạn để giúp cho các bạn định hướng xem đâu thực sự là những người tốt với mình và đâu thực sự là những người chỉ đang lợi dụng mình thôi. Đâu là một cái lựa chọn thực sự phù hợp với mình, hay là đâu là một cái lựa chọn mà cái tôi của các bạn muốn chứ không phải là bạn. Và một cái thông điệp nữa là vị thần này muốn các bạn hãy mở lòng hơn một chút xíu và chuẩn bị đón nhận những cái điều tích cực đang đến với các bạn nha. Với Page of Wands, The Sun và cả Queen of Pentacles nữa, Merlin cảm thấy là điều, cái tình trạng kinh tế của các bạn, tình trạng tài chính của các bạn trong khoảng thời gian sẽ tiếp theo sẽ có thể cải thiện theo chiều hướng tích cực. Và chỉ cần các bạn tiếp tục giữ giữ cho bản thân mình một cái nguồn năng lượng tốt, giữ cho bản thân mình ở một cái tâm thế sẵn sàng đón nhận những cái điều tốt đẹp á, thì những cái điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn nhanh hơn các bạn tưởng tượng đó. Bởi vì Page of Wands đem đến cho Merlin một cảm giác rất là nhanh, có thể là sắp tới các bạn sẽ đón nhận được những cái tin vui từ nơi xa, hoặc là những cái tin vui bất ngờ nào đó mà các bạn không có đoán trước được. Nhưng mà thay vì chúng ta cứ tự suy nghĩ xem những cái tin vui đó là những cái tin vui gì, thì hãy cứ để cho mọi thứ diễn ra theo cái cách tự nhiên nhất nha các bạn. Và với thông điệp của The Hermit ở đây, các bạn hãy nhìn đây, I follow my own path, thì với cái thông điệp này xuất hiện ở đây á, vị vị thần này muốn các bạn á hãy nổi bật hơn, các bạn không cần phải cố gắng để hòa nhập với những người xung quanh, kiểu như là các bạn có thể là
hòa nhập chứ không hòa tan á, là một cái thông điệp mà Berlin cảm nhận được, đặc biệt là đối với những bạn đang đi du học xa xứ á, thì các bạn nên lưu ý nha, các bạn có thể hòa nhập với những người xung quanh, hòa nhập với cộng đồng của cái nơi mà các bạn đang sinh học tập và sinh sống, nhưng mà các bạn không nhất thiết phải trở thành một trong số họ. Hãy các bạn vẫn có thể giữ vững được cái lòng tin của chính bản thân mình, những cái gì mà các bạn tin tưởng, những cái gì mà các bạn, những cái cách sống mà các bạn muốn. Chứ các bạn không cần phải thay đổi bản thân mình để làm hài lòng những người xung quanh, là một cái thông điệp nữa mà mình cảm nhận được. Còn thêm thông điệp nào không Vũ Dương? Ở đây còn một cái thông điệp. Ok, rồi. Với sự xuất hiện của The Hermit ở đây một lần nữa, vị thần này muốn các bạn sử dụng cái sự sáng trí của các bạn để giải quyết vấn đề nha. Hãy tin vào trực giác cũng như là tin vào khả năng quyết đoán của các bạn. Còn thông tin nào nữa không? Rồi. Mình cảm giác là có thể là một số bạn của nhóm 3 của chúng ta hay bị phân vân á, trước đặc biệt là khi các bạn đứng giữa những cái sự lựa chọn á, thì các bạn sẽ không biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Thì cái vị thần, những cái vị thần đây á, nói rằng á, những vị thần luôn đứng ra hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn. Vì vậy các bạn chỉ cần chú ý một chút xíu vào những cái dấu hiệu cũng như là các bạn lắng nghe trực giác của các bạn á, thì các bạn sẽ đưa ra được cái hướng đi đúng đắn cũng như cái lựa chọn đúng nhất, phù hợp nhất cho các bạn. Và các bạn sinh ra là để nổi bật hơn người thường nha. Dù cho các bạn làm việc gì thì các bạn cũng sẽ nổi bật hơn người thường. Dù cho các bạn muốn điều đó hay không thì các bạn cũng sẽ nổi bật hơn người thường. Và vị thần này muốn các bạn hãy xem điều đó như là một phước lành chứ không phải là một cái gánh nặng. Không hiểu tại sao thông điệp lại xuất hiện. Nhưng mà nếu mà xuất hiện thì Merlin sẽ chia sẻ. Rồi, Linh nghĩ đây tất cả những gì mà Linh có thể chia sẻ cho các bạn trong lời giải bài này rồi. Thì mà Linh hy vọng là những thông điệp mà Linh chia sẻ ở đây sẽ hữu ích cho các bạn trong khoảng thời gian hiện tại và sắp tới. Và nếu các bạn có thể thả bất kỳ một icon ở dưới phần comment giống như là một lời khẳng định với vũ trụ rằng, cũng như là lời khẳng định với những vị thần này rằng các bạn đã đón nhận được cái thông điệp từ họ nha. Rồi, mà Linh xin chúc cho các bạn nhóm 3 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những giải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 4 nha. Nếu như các bạn chọn mặt dây chuyền này thì đây sẽ trả bài của các bạn nhé. Rồi, câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay, à không đúng, trong video lần này Merlin sẽ miêu tả vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường các bạn nha. Thì như đã nói ở đầu video thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những vị thần hộ mệnh cũng như là những linh hồn dẫn đường. Tuy nhiên để xem nguồn năng lượng nào sẽ xuất hiện ở trong giải bài này và cái thông điệp mà nguồn năng lượng đó muốn gửi đến cho các bạn vào lúc các bạn xem video này là gì nhé. Rồi, thì để bắt đầu chủ đề lần này, Merlin sẽ sử dụng túi thông điệp của mình. Vũ trụ ơi, vị thần hộ mệnh hoặc là linh hồn dẫn đường của các bạn nhóm 4 của chúng ta là một nguồn năng lượng như thế nào? Wow. Rồi. Để mình mở ra hết rồi mình sẽ dịch cho các bạn sau nha. Thông điệp này xuất hiện ở bốn nhóm. Oh my gosh. Lại một lần nữa nha. Nguồn năng lượng xuất hiện ở trong trong nhóm này không phải là một linh hồn dẫn đường bình thường, mà đây là một nguồn năng lượng đến từ một bề trên, một nguồn năng lượng của một vị thần. Wow. Nguồn năng lượng này cho Merlin cảm thấy rằng vị thần này là một vị thần khá là nghiêm khắc nha các bạn. Vị thần này có thể sẽ giải quyết những cái vấn đề liên quan đến nhân quả đó. Đã thật.
ở ba nhóm trước, khi ra thông điệp thì Merlin có thể cảm nhận được ngay và Merlin có thể đọc được rất nhiều luôn, nhưng mà trong nhóm này thì không hiểu tại sao có một cái gì đó liên quan đến tuổi tác ở đây. Có thể là các bạn là những người cũng thật, các bạn là những người rất là trưởng thành hơn tuổi của các bạn, cũng một phần cũng sẽ là vì sự ảnh hưởng của vị thần này. Đối với một số khác, Merlin nghĩ rằng vị thần này là một vị thần cực khá, nếu mà xét về cái nếu mà xét về tuổi đi, đúng không? Thì đây là một vị thần đã có, phải nói sao ta? Vị thần này không phải là những vị thần bình thường. Một vị thần đã tồn tại từ rất lâu rồi. Và với sự xuất hiện của những cái thông điệp ở đây á, Merlin cảm giác là vị thần này đã đem đến cho các bạn, đã dạy cho các bạn rất là nhiều những cái bài học, và cái bài học quan trọng nhất chính là một bài học, những bài học về nhân quả. Bởi vì sự xuất hiện của cả Lum và cả thông điệp này ở đây nữa, đều cho Merlin cảm giác được rằng có thể là, đối với một số bạn của nhóm 4 thôi nha, Merlin cảm thấy là có thể là các bạn đã bước qua những cái chặng đường trong cuộc sống của các bạn á, mà không phải là, tự nhiên trong đầu Merlin thực sự không nghĩ ra được chữ nào hết. Giống như là cái thông điệp không được truyền đạt đi, hoặc là nguồn năng lượng này không có cho Merlin cảm nhận nhiều á. Chỉ có một điều Merlin có thể cảm nhận được á, chính là nguồn năng lượng này đã đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái thử thách, và đã dạy cho các bạn những cái bài học rất là quan trọng về luật nhân quả. Thì đó chính là hai cái thông điệp mà Merlin cảm nhận được thông qua sáu cái thông điệp này ở đây, sáu cái cổ tự này ở đây. Merlin cảm thấy là nếu mà so ra các bạn vào năm nay, vào lúc các bạn xem video này, so với các bạn của một năm trước hoặc là 2 năm trước, các bạn sẽ thấy được là các bạn gần như trở thành một con người hoàn toàn mới luôn. Và cái sự thay đổi này á, nó không chỉ đến từ những cái trải nghiệm, mà cái sự thay đổi này á, liên quan đến những cái hành động, những cái suy nghĩ sai trái mà các bạn đã phải học hỏi, cũng như là một cái bài học mà các bạn đã phải học hỏi theo một cái cách thức rất là khó khăn. Thì nói chung là các bạn lựa chọn thông điệp nha. Bây giờ Merlin cũng không có dám đề cập quá thẳng thắn. Merlin cảm thấy là có một số điều gì đó liên quan đến khẩu nghiệp. Không hiểu tại sao thông điệp này lại xuất hiện. Có một cái gì đó liên quan đến những cái nhân quả mà bạn đã tạo dựng ra trước đó, và có vẻ như các bạn đã trưởng thành thông qua luật nhân quả, thông qua những cái điều mà các bạn đã trao đi, giống như là những cái hành động, những cái việc làm mà các bạn đã làm, và các bạn đã nhận được kết quả cho những cái việc đó theo đúng như những gì mà luật nhân quả đã diễn ra trong cái thế giới này, đang và sẽ tiếp tục diễn ra trong thế giới này. Rồi trước hết chúng ta sẽ lấy như đây thông điệp thôi ha. Thực sự là không hiểu tại sao, bởi vì với ba nhóm trước thì Merlin cảm nhận được rất là nhiều những cái thông điệp, nhưng mà với nhóm này thì giống như là nguồn năng lượng này quá mạnh và không cho Merlin dịch nghĩa rõ ràng vậy. Và thực sự mà sau khi mà quay xong những cái nhóm trước đó thì Merlin có nghỉ ngơi, rồi đến ngày hôm sau là hôm nay nè, và lúc này nè Merlin mới quay tiếp cái nhóm này. Và vào cái lúc mà Merlin chuẩn bị quay thì có rất là nhiều những cái vấn đề diễn ra, giống như là không có cho Merlin hoàn thành được cái video này sớm nhất có thể vậy. Và Merlin nghĩ rằng một phần cũng có thể là do sự ảnh hưởng của cái nguồn năng lượng này. Đây không phải là một nguồn năng lượng xấu nha các bạn. Để Merlin cố gắng xem chúng ta có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này. Nhưng mà bài học về nhân quả chắc chắn là nổi bật, rất là nổi bật ở trong cái nhóm này luôn. Vũ trụ ơi, vũ trụ có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này không? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Các bạn có The High Priestess Vision. Có thêm không? Các bạn có con ong xuất hiện. Wow. Nguồn năng lượng của hoài là gì đây?
Các bạn có truth, sự thật. Sự thông điệp xuất hiện trong đầu Merlin ngay là sự thật thì hay mất lòng. Không hiểu sao. Rồi, đợi xíu, để Merlin lấy hết bài ra. Rồi xong rồi Merlin sẽ dịch cho các bạn nha. Nguồn năng lượng này thật sự rất là đặc biệt. Vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Thông điệp này đã xuất hiện ở một nhóm trước đó. Ancestor. Nguồn năng lượng này có thể là theo không phải chỉ theo các bạn không đâu, mà theo cả ở trên, kiểu như là những người đã, những người đi trước trong 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 dòng họ của bạn á. Từ ông bà cha mẹ tổ tiên chẳng hạn thì nguồn năng lượng này đã theo các bạn từ rất lâu rồi nha. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này vũ trụ? Các bạn có pruning shears. Wow. Một lá nữa. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Không hiểu tại sao tiếng kiếp Merlin rất là hồi hộp luôn á các bạn. Rất là hồi hộp. Các bạn có được Great Gathering. Lại một lá bài về trực giác nữa. Có thể là vị thần này đã ban cho các bạn một trực giác rất là tốt. Và bản thân của các bạn cũng có thể là những người thiên về khuynh hướng tâm linh. Có thể các bạn cũng là những tarot reader giống như là Merlin, hoặc là các bạn là những người có nghiên cứu về cái lĩnh vực này. Ít nhất là như vậy nha. Với sự xuất hiện của cả The High Priestess và cả The Great Gathering ở đây, vị thần này ban cho các bạn một cái phước lành về về cái tầm nhìn cũng như là về cái trực giác, và giúp cho các bạn cảm nhận được những cái sự việc trước khi những cái sự việc đó xảy ra luôn. Và thường thì những cái gì đó liên quan đến tâm linh á, thì nó sẽ cũng sẽ đi song song với luật nhân quả. Cho nên là Merlin cảm giác, vì vậy trước khi những cái lá bài này xuất hiện là Merlin đã cảm thấy được rằng chắc chắn có một cái gì đó liên quan đến nhân quả ở đây. Và Merlin nghĩ rằng nếu như đặc biệt đối với những bạn mà, ví dụ thôi nha, đối với những bạn nhóm 4, mà một số bạn mà trong quá khứ các bạn đã thực hiện những cái việc gì đó không tốt, hoặc các bạn đã sử dụng những cái lời lẽ không hay về một người nào đó chẳng hạn, thì có vẻ như là các bạn cũng cũng cảm nhận được rằng cái luật nhân quả là kiểu như sẽ có những cái vấn đề xảy ra khi mà chúng ta thực hiện những cái điều không tốt đó với một người khác, ví dụ như vậy. Thì tất nhiên không đúng với tất cả mọi người nha, ý là không phải ai cũng là cũng cũng như vậy, nhưng mà Merlin cảm thấy là các bạn là những người trưởng thành thông qua những cái lần vấp ngã, cũng như thông qua những cái, dùng nghiệp quật thì nặng quá, thông qua những cái giống như là những cái kết quả cho cái hành động của mình. Và vì thế cho nên Merlin có nói một cái ý vào lúc đầu là các bạn là những người có thể trưởng thành hơn tuổi là vì như vậy đó. Có thể là các bạn không có hay, không còn sân si nhiều với người khác, và các bạn cũng không có hay phân bì mình với người khác. Một phần là có thể là bởi vì trước đó các bạn đã học được những cái bài học mà vị thần này đã đem đến cho các bạn. Và một phần nữa cũng có thể do trực giác của các bạn tốt. Cho nên là thường thì những người mà thiên về tâm linh đó, thì họ cũng sẽ né, cố gắng né khỏi những cái như là họ sẽ không có mắc phạm phải những cái sai lầm mà người khác đã phạm phải á. Thì đó là một trong những cái điều mà mình cảm nhận được. Có thể là các bạn cũng đã, phải nói như thế nào nhỉ, các bạn cũng đã đi cũng được một khoảng khá là xa rồi trên cái con đường, trên cái hành trình cuộc sống của các bạn. Không phải là quá xa, nhưng mà cũng đi được một khoảng nhất định rồi. Ở cái khoảng thời gian và lúc các bạn xem video này thì có vẻ như trực giác của các bạn cũng đã rất là tốt. Và các bạn cũng bắt đầu hiểu thêm về cuộc sống, về thế giới nhân sinh cũng như là về bản thân của các bạn. Các bạn hiểu được rằng đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Các bạn phân biệt được những cái điều đó. Và một điều nữa mình có thể khẳng định là các bạn trưởng thành, cũng như là các bạn ở một cái mặt nào đó các bạn sâu sắc hơn những người xung quanh các bạn rất nhiều. Dù cho các bạn ở độ tuổi nào nha. Thì là một cái thông điệp nữa mà mình cảm nhận được. Và các bạn, vị thần này, nguồn năng lượng này cho Merlin biết là có một cái gì đó
có một cái gì đó liên quan đến quá khứ ở đây. Nhưng mà không có rõ ràng cho nên là bây giờ Merlin sẽ lấy thêm thông điệp nha, để xem thông điệp nào sẽ xuất hiện tiếp tục. Trải bài này lạ thiệt á. Nguồn năng lượng này cũng lạ lắm. Tại vì với những nguồn năng lượng ở trước á, Merlin nói kiểu như là không ngừng nghỉ luôn á các bạn. Nhưng mà vô tới cái nguồn năng lượng này thì có vẻ như không muốn cho Merlin biết quá nhiều. Có thêm thông tin gì vô chưa? Hiểu rồi. Có thêm thông tin gì nữa vô chưa? Về nguồn năng lượng này. Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này nữa vũ trụ? Có thêm thông tin gì về nguồn năng lượng này? Một lá nữa thôi. Tại cái lá bài này, này hơi gì nên là mình lên phải che lại nha. Rồi. Kệ này. Năng lượng của bà của các bạn chính là Justice xuất hiện ở vị thế ngược. Để mình uống miếng nước nha. Nguồn năng lượng này thật sự là lúc đầu mình nghĩ là vị thần này sẽ rất là hà khắc với các bạn đó. Tại vì nếu mà đã về nhân quả rồi thì không có thể nào mà, như các bạn cũng hay nghe câu là luật nhân quả không chừa một ai á, thì vị thần này lại càng khiến cho những cái điều đến nhanh hơn nữa, là một cái điều mà Merlin cảm nhận được. Và một cái thông điệp xuất hiện ngay lập tức khi năm lá bài này rơi ra, khi năm lá bài này xuất hiện á, chính là những cái người này mà đã từng làm tổn thương các bạn á, thì rõ ràng hồi nãy cái thông điệp về quá khứ á, hồi nãy mà Merlin cảm nhận được mà không có rõ ràng á, thì đã được giải nghĩa thông qua năm cái lá bài này. Nếu như các bạn vẫn còn đang cảm thấy là các bạn vẫn còn vương vấn một cái việc gì đó trong quá khứ, giả sử như trong quá khứ đã có từng có một người đã làm tổn thương các bạn về phương diện nào đó chẳng hạn, thì các bạn đừng có nên giữ những cái căm thù đó trong trong lòng của các bạn nữa, mà hãy cắt bỏ nó đi, hãy bỏ đi hết những cái suy nghĩ đó, những cái oán hận đó, bởi vì vị thần này vẫn luôn luôn hoạt động và luôn luôn đảm bảo rằng những người gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Nếu như họ là những người tốt thì họ sẽ đạt được những điều tốt đẹp. Nhưng giả sử như họ đã có những cái hành động không tốt đối với không chỉ với bạn mà đối với người khác á, thì không cần biết họ là ai, họ cũng sẽ phải gánh chịu những cái điều mà vị thần này đã an bày, cũng như là những cái điều mà họ đã trao đi trước đó. Và với sự xuất hiện của với Justice ngược ở đây á, mình nghĩ rằng ở một mặt nào đó, lúc đầu hồi nãy Merlin cảm thấy vị thần này rất là hà khắc với các bạn, nhưng mà ở một mặt khác á, vị thần này thực sự là rất là quan tâm và muốn cho các bạn tránh khỏi một số những cái rủi ro. Nếu như vào cái lúc đó và ngày xưa, đúng không, mà vị thần này không đem đến cho các bạn những cái bài học đó, không dạy cho các bạn biết được một số điều á, thì biết đâu bây giờ các bạn đang ở một cái vị thế rất là khác rồi. Các bạn không có thể nào trở thành một người tuyệt vời như các bạn đang là bây giờ nếu như các bạn không trải qua những cái điều đó. Là một cái điều mà vị thần này đã cho Merlin cảm nhận được. Vì vậy cho nên nếu như trong giây phút nào đó trong cuộc đời mà các bạn nhắm muốn có từng có suy nghĩ là tại sao cuộc đời lại bất công với các bạn á, thì vị thần này muốn xuất hiện muốn nói là cuộc đời này không bất công với các bạn đâu nha. Mặc dù Justice xuất hiện ngược nhưng mà không có bất công với các bạn đâu. Thực ra những điều đó sẽ đang giúp cho các bạn phát triển cho cái tương lai của các bạn với The World ở đây. Giúp cho các bạn đạt được những cái điều mà các bạn muốn. Giúp cho cái tương lai của các bạn tươi sáng hơn. Nhưng giả sử như nếu như các bạn không trải qua những cái điều đó, thì biết đâu tương lai của các bạn là một cái giống như là một cái chương hoàn toàn khác như bây giờ rồi. Vì vậy, hãy biết ơn với những gì mà vũ trụ cũng như là vị thần này cũng như là luật nhân quả đã đem đến cho các bạn.
là một cái điều mà Merlin cảm nhận được. Và đừng có bận tâm đến những người xấu nữa. Những người họ đã làm gì thì họ sẽ phải chịu được những cái điều đó. Còn cái việc của chúng ta là hãy cứ sống hạnh phúc, hãy cứ vui vẻ, hãy cứ tiếp tục sống đúng với bản thân mình. Và hãy cứ tiếp tục đi trên cái con đường mà các bạn đã chọn. Chỉ cần các bạn ngẩng cao đầu, các bạn biết mình là ai, các bạn làm kiểu như là các bạn sống vì chính mình cũng như là không làm tổn hại đến ai khác á, thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Một cái nguồn năng lượng nữa mà mình cảm nhận được á, vị thần này đã đem đến cho các bạn một cái sức chịu đựng rất là mạnh. Và cái sức chịu đựng này có thể là các bạn cũng đã trải qua nhiều biến cố rồi, cho nên là bên cạnh cái sự trưởng thành mà Merlin cảm nhận được ở lúc đầu á, thì cái điều này cũng giúp cho các bạn vượt qua những cái khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống. Và vị thần này á còn giúp cho các bạn gặp gỡ được, mình Merlin cảm thấy nha, các bạn không phải là người có quá nhiều mối quan hệ đâu, thật sự luôn. Không hiểu tại sao, có thể là các bạn có nhiều mối quan hệ ở ngoài đó nhưng mà các bạn không có nhiều người thân với các bạn. Là một cái nguồn năng lượng nữa mà Linh cảm nhận được. Các bạn không thực sự có nhiều bạn bè. Ý là bạn thân á, bạn xã giao thì chắc nhiều nhưng mà bạn thân thì chắc các bạn có rất là ít nha. Và vị thần này muốn mà Linh nói thêm một ý nữa là chất lượng vẫn tốt hơn là số lượng, cho nên là đừng có nên phân bì so đo với những người xung quanh làm gì, đặc biệt là về những cái khía cạnh đó nha các bạn. Rồi, ok, wow, ok. Và vị thần này muốn nói với các bạn thêm một điều nữa. Không, vị thần này chưa nói, mà cái nguồn năng lượng trong đây nha, mình cảm giác là có một cái điều đó sắp rất là tốt sắp diễn ra với các bạn đó, nhưng mà không biết cái điều gì. Rồi, mình để xem. Bây giờ Merlin sẽ Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo là nếu như vị thần này hoặc là nguồn năng lượng này có thể truyền đạt cho các bạn một điều gì đó vào lúc này thì nguồn năng lượng này sẽ muốn các bạn biết điều gì? Merlin rất là ngạc nhiên bởi vì cả bốn nhóm lần này á, bốn trải bài luôn đều là những cái nguồn năng lượng khác biệt và rất mạnh. Ok. Xào kiểu này chứ. Bộ bài này thì Merlin sẽ bỏ cách xào nha. Vũ trụ ơi, nếu nguồn năng lượng này hoặc vị thần này có một cơ hội thì nguồn năng lượng này hoặc là vị thần này sẽ muốn nói điều gì với các bạn nhóm 4 của chúng ta đây vũ trụ. Nguồn năng lượng này sẽ muốn các bạn nhóm 4 biết điều gì? Bao nhiêu lá rồi ta? Các bạn có 3 lá rồi. Một lá nữa nào vũ trụ. Mình chỉ lấy lá lá nằm trên cùng thôi nha. Chính là Eight of Swords. Và năng lượng của bảo các bạn chính là Death. Chuẩn bị. Ok. Vậy là Merlin hiểu rồi. Hồi nãy Merlin có nói một cái ý là có một cái điều đây, cái nguồn năng lượng này cho Merlin biết là có một cái điều đang chuẩn bị đến với các bạn á. Và có vẻ như cái điều chuẩn bị đến với các bạn là một sự thay đổi ha, một sự thay đổi rất là tích cực. Với sự xuất hiện của cả The World ở đây nữa, nguồn năng lượng này muốn nói với các bạn này, muốn nói với các bạn là hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cái nguồn năng lượng vô cùng mới bước vào trong cuộc sống của các bạn. Và cái nguồn năng lượng này có thể là về một công việc mới, cũng có thể là về một cái đối tượng mới chẳng hạn, nhưng mà mình cảm giác là cái nguồn năng lượng, cái điều chuẩn bị bước vào trong cuộc sống của các bạn á
sẽ là một cái điều đem đến cho các bạn rất là nhiều những cái cảm xúc mới với The Moon xuất hiện ở đây. Và với sự xuất hiện của Eight of Swords thì một lần nữa cái sự thay đổi mới này, cái điều bất ngờ này á, sẽ bắt các bạn phải bước ra khỏi những cái lề thói cũ mà các bạn đã có, đặc biệt là những cái lề thói suy nghĩ tiêu cực mà các bạn có trước đó, và sẵn sàng và đưa các bạn vào trong một cái tâm thế sẵn sàng để đón nhận những cái điều mới mẻ hơn. I let go and embrace new beginnings. Nếu như một số bạn như hồi nãy mới nói, các bạn vẫn còn giữ lấy trong lòng mình những cái oán giận hoặc là những cái gì đó mà không, những cái suy nghĩ không có tốt về những cái chuyện trong quá khứ, hoặc là bởi vì các bạn trải qua những cái biến cố, hoặc là các bạn đã có những cái trải nghiệm không tốt với một ai đó, hoặc là với một cái sự vật sự việc gì đó trong quá khứ, thì vị thần này và nguồn năng lượng này muốn các bạn biết là hãy bỏ đi những cái điều đó đi, hãy bước tiếp, đừng có để cho những cái điều đó giữ chân các bạn lại nữa. Tương lai là nằm trong tay của các bạn, hạnh phúc cũng nằm trong tay của các bạn, những điều tích cực, những điều bất ngờ cũng đang trên đường đến đến với các bạn rồi. Quan trọng là khi những điều đó đến, các bạn có đang ở trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những cái điều đó hay không nhé. Rồi, mình nghĩ đây tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn trong trải bài này. Thì đây là một cái nguồn năng lượng rất là hay nha các bạn. Mình cảm thấy là nguồn năng lượng của vị thần này á, giống như là có thể là nghiêm nghị, nhưng mà thực sự là ở sâu bên trong thì cũng rất là nhân từ đó. Cho nên là nếu như các bạn đã trải qua nhiều những cái trải nghiệm trong cuộc sống và các bạn đã học được rất là nhiều điều rồi, thì hãy tự vỗ vai các bạn, bởi vì các bạn là những người rất là giỏi và các bạn đã đi được rất là xa trên cái hành trình cuộc sống này. Rồi, một lần nữa thì nếu như các bạn muốn khẳng định với nguồn năng lượng này rằng các bạn đã đón nhận, các bạn muốn đón nhận cái điều mới mẻ này, vẫn đón nhận cái thông điệp này vào trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn có thể thả bất kỳ một cái icon nào các bạn thích ở dưới phần bình luận giống như là một cái lời khẳng định nha. Rồi mình xin chúc cho các bạn nhóm 4 có ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye.